Hồi 221, nghe hô hoán tiểu bảo kinh hồn. Mọi người nghe cô La Hoàng đều nhìn ra biển thì không thấy tông tích con thuyền lớn đậu ở ngoài bãi đâu nữa. Ai nấy giật mình kinh hãi, vẫn hết mục lực nhìn tận đằng xa, chỉ thấy là nước biếc mông manh đến tận chân trời. Trên mặt biển mấy chục con bạch âu bay liệm tương bừng. Tô thuyền co giò chạy lên sườn núi đảo mắt nhìn xung quanh một lượt thì cả bốn phía đông, tây, nam, bắc vẫn chẳng thấy bóng con thuyền kia đâu phương di chạy lên sơn động kiểm tra lại chỗ dấu lèo lái cùng dụng cụ thì quả nhiên đúng như cô dự liệu tất cả đã không cánh mà bay hết rồi mọi người trúng rúm vào một chỗ ngơ ngác nhìn nhau trong lòng đều hoang mang lo sợ đêm hôm trước tám người cười nói đùa giỡn thỏa thích canh khuya mới đi ngủ quên cả các người luân lưu canh gác nên bị bọn thuyền phu lấy cắp hết đồ đạc xuống thuyền đi mất từ nay mọi người bị giam hãm trên hòn đảo cô quạnh khó có cơ hội thoát thân vì tiểu bảo nghĩ tới thi lang và trịnh khắc sảng nhất định chúng sẽ đem binh trở lại trả thù trong lòng hồi hộp tự hỏi bọn mình có tám người thì chống làm sao nổi dù kể cả tô thiên công chúa a kha sinh ba đứa hải nhi khôn lớn rồi cũng chỉ được mười một người mà chống lại quan binh hàng ngàn hàng vạn thì khác gì chứng trọi với đá tô thiên an ủi mọi người nói việc đã xảy ra thế này nóng nảy cũng bằng vô dụng chúng ta thủng thẳng nghĩ kế tự giải cứu mới được mọi người trở về nhà ai nấy lớn tiếng nguyền rủa thoá mạ bọn thuyền phu nhưng chửi bới hàng giờ hết cả mọi điều không còn câu gì mới mẻ để thoá mạ nữa tô thuyên nhìn vi tiểu bảo hỏi công việc hiện giờ là phải đề phòng quân thanh trở lại tiểu bảo đệ đệ tính sao đây vì tiểu bảo đáp quân thanh mà trở lại nhất định nhân số rất đông chúng ta không đánh lại nổi chỉ còn đường lần tránh mong sao bọn chúng không tìm thấy cho là ta đã cưỡi thuyền xa chạy cao bay. tô thuyền gật đầu nói đệ đệ nói rất có lý nhất quyết quân thanh không đoán ra được thuyền của chúng ta bị bọn thuyền phu lấy cắp đem đi. vì tiểu bảo lại nổi lòng cao hứng nói giả tỷ ta là thi lan thì quyết không trở lại nữa. trở lại để làm gì dĩ nhiên chúng ta đã bôi mỡ vào chân chạy biệt tích rồi thì còn trở lại để bắt ai công chúa nói nếu hắn tâu trình hoàng đế ca ca hoàng đế ca ca tất phái người ra coi dù chúng ta có chạy trốn rồi, họ cũng tìm kiếm hành tung, xem bọn ta chạy về phương nào. Vì tiểu bảo lắc đầu đáp thi lang không tâu trình hoàng thượng đâu mà ngại, công chúa trợn mắt lên hỏi tại sao vậy, vì tiểu bảo đáp nếu hắn tâu trình. Tất hoàng thượng hỏi tại sao không bắt chúng ta giải về thì hắn chỉ còn đường thừa nhận đã thua trận, chẳng hóa ra hắn tự rước lấy cái khổ nhục vào mình. Tô Thuyên cười nói, phải lắm, phải lắm bản lãnh làm quan của vi tiểu bảo thật cao minh, làm quan thường nói dối người trên, chứ không lừa gạt kẻ dưới. Đó là yếu quyết của đường sĩ hoạn, vi tiểu bảo cười nói, thuyền tỷ tỷ mà làm quan thì chắc là đại thăng quan, đại phát tài. Tô thuyền mỉm cười nghĩ bụng, những người ở thần Long Giáo đều hành động kiểu này thì trốn quan trường cũng vậy, chẳng khác nhau mấy tí. Vì tiểu bảo lại nói, thị lang mà nói ra, hoàng thượng của trách hắn là đồ vô dụng còn khá nhưng ngài phái hắn dẫn binh đi chóc nã, chắc hắn tiên đoán bọn ta đã viễn tàu cao phi, còn bắt làm sao được. Như thế chẳng là hắn tự rước lấy phiền lụy vào mình. Sao bằng ngậm miệng ăn tiền, quần nữ nghe gã nói có lý mới bớt nỗi lo âu. Phương Di hỏi, còn tên tiểu tử trịnh khắc sảng thì sao? E rằng hắn không giàn nổi mối căm tức này. Cô vừa nói vừa liếc mắt nhìn A Kha, mọi người hiểu ngay chỗ ngụ ý về cái nhìn của cô miệng lẩm bẩm khi nào hắn chịu bỏ con người nguyệt thẹn hoa nhường như a kha mà không đem binh trở lại cướp lấy a kha mặt đỏ bừng lên cúi đầu xuống khẽ nói nếu hắn trở lại tiểu muội tiểu muội sẽ tự tử quyết không đi theo hắn cô nói bằng một giọng rất cương quyết vì tiểu bảo cả mừng nghĩ bụng a kha trước kia đối với ta rất đỗi vô tình ta phải nghĩ ra bao nhiêu ngụy kế lừa gạt mới nắm được vào tay bây giờ nghe nàng nói câu này ta tưởng tìm được 10 con thuyền lớn cũng không sướng bằng. Gã khoái quá, không sao nhịn được, liền ôm choàng lấy A Kha, hôn vào má cô đánh, chụt, một cái rồi nói, hảo A Kha, hắn không trở lại nữa đâu. Hắn đã mắc nợ đến 380 vạn lạng bạc thì mật cô lớn bằng cây đấu, cũng chẳng dám chạm mặt trái chủ. Công chúa xen vào, trời ơi, người ngu quá, hắn đã dẫn binh tới bắt người, lại còn sợ món nợ kia ư hắn mà tới đây chẳng những đoạt A Kha đem đi, mà còn bắt người phải mua ra ra, má má, nhưng nhưng, ngoại bà của ngươi với giá 760 vạn lạng bạc, tức là gấp đôi số tiền nợ cũ. Gã cũng chặt đầu ngón tay ngươi và bắt ngươi viết văn tự thiếu nợ. Vì tiểu bảo càng nghe càng phẫn nộ, nếu những việc này gã có thể đối phó được thì chẳng lấy gì làm bực tức. Nhưng trịnh khắc sảng mà làm đúng theo lời công chúa đem ra ra, má má, nhưng nhưng ngoại ngoại của gã mà bán cho bắt gã phải mua, gã không biết đối phó bằng cách nào. Mặt khác má má gã chẳng kể làm gì, ra ra gã là ai gã có biết đâu. Đã không biết ra ra là ai thì dĩ nhiên chẳng thể biết nhưng nhưng là ai. Đem hai người chính gã cũng chẳng biết là ai bán cho gã thì gã sao chịu nổi. Vì tiểu bảo giận quá lớn tiếng quát đừng nói nữa, tên tiểu tử trịnh khắc sảng mà dẫn quân đến đây thì ta không bán một người nào khác chỉ bán một nhân vật đáng tiền nhất y là cành vàng lá ngọc, là ngự muội của Đức Đương Kim Hoàng thượng với giá một ngàn vạn lạng bạc. Ngoài ra ta còn đòi hắn món nợ cũ 380 vạn lạng nữa. Món này thật là lãi lớn, công chúa Chu lên khóc, bưng mặt chạy đi, một kiếm bình vội rượt theo để an ủi nàng. Cô dỗ dành là vì vi tiểu bảo quyết chẳng có lòng dạ như vậy, bất quá gã ham dọa nàng mà thôi, vì tiểu bảo nổi nóng một lúc rồi cũng đành thúc thủ vô sách chẳng biết làm gì mọi người đều nghe theo lời chỉ huy của Tô Thuyên, chiếm trong rừng rậm trong đảo thấy một sơn động rất lớn. Quần nữ quét dọn để bố trí làm trốn an thân, từ đó không ai bước chân về chỗ ở cũ. Mọi người chỉ mong thi lang hoặc trịnh khắc sàng trở lại thấy trên đảo tuyệt không có vết chân người liền cho là bọn mình đã viễn tàu cao phi, rồi chúng bỏ đi không sụp tìm nữa là phước lớn. Những ngày đầu ai nấy trong lòng đều hồi hộp, ngày đêm luôn lưu canh gác và cắt người ra bãi biển nhìn xem có thấy bóng thuyền bè gì không. Nhưng sau vài tháng đừng nói không thấy thuyền bè của triều đình mãn thanh hay của Đài Loan, mà cả đến những thuyền trải lưới cũng tuyệt không có cái nào. Mọi người dần dần quên nỗi lo sợ, đoán là thi lang không dám đa sự, còn trịnh khắc sảng ngồi cái mùng nhỏ ra giữa biển khơi tất bị sóng đánh chìm rồi. Tám người ở trên đảo bắt cá hoặc đuổi thú, bắn chim, hái trái cây làm đồ nhật dụng tuy suốt ngày bận rộn nhưng được thái bình vô sự may ở chỗ trên đảo rất nhiều điều thú dưới biển chẳng thiếu cá tôm tám người đều có võ công nên những việc săn thú bắt cá rất dễ dàng về phần lương thực không lo thiếu thốn mùa thu qua mùa đông tới khí trời một ngày một giá lạnh tô thuyên công chúa a kha ba người mỗi ngày một lớn bụng phương di vội lột ra thú để chế áo mùa đông cho cả tám người cô còn chuẩn bị cho ba đứa nhỏ sắp sinh mỗi đứa một tấm áo. Lại qua nửa tháng nữa, đột nhiên trời xuống tuyết dữ. Mới một ngày một đêm mà trên đảo chỗ nào cũng trắng xóa. Tám người đã chuẩn bị cá muối, thịt khô đầy đủ. Củi đuốc cùng cỏ khô chất đống trong động thật là sung túc. Ban ngày ngồi nói chuyện phiếm, đầu đề không ngoài ba đứa trẻ sắp ra đời, một hôm trời tối rồi, mưa tuyết đã ngừng, nhưng gió bắc thổi rất mạnh, không ngớt lọt qua khe cửa bằng vách ván vào trong đồng. Song Nhi ngồi bỏ củi vào đống lửa, vì tiểu bảo lấy xúc sắc cho quần nữ gieo. Năm cô gieo rồi, một kiếm bình gieo được ba điểm là nhỏ nhất, đêm nay cầm chắc cô phải thua. Tăng Nhu cười nói, nhất định kiếm bình muội tử thua rồi, ta khỏi cần gieo nữa. Một kiếm bình không chịu vừa cười vừa rục gieo lẹ đi, gieo lẹ đi, biết đâu tỷ tỷ gieo được hai điểm thì sao? Tăng Nhu cầm xúc sắc, trong tay học lối vi tiểu bảo ghé miệng thổi vào một hơi toan liệm ra thì một con gió bắc thổi tới. Trong tiếng gió dường như phảng phất có lẫn tiếng người, mọi người nghe thấy đều tái mặt. Tô Thuyền đã nằm lăn ra ngủ cũng ngồi bật dậy, tám người ngơ ngác nhìn nhau, chỉ trong giây lát, mặt người nào người nấy cắt không còn hột máu. Một kiếm bình khẽ gọi một tiếng rồi chui đầu vào lòng Phương Di. Sau một lúc, tiếng gió đem theo tiếng người hô hoán rất lớn lần này ai cũng nghe rõ. Người bên ngoài hô, tiểu quế tử, tiểu quế tử, người ở chỗ nào, tiểu huyền tử nhớ ngươi quá. Vì tiểu bảo nhảy bổ lên cất tiếng run run, tiểu, tiểu huyền tử đến kiếm ta rồi. Công chúa hỏi, tiểu huyền tử là ai? Vì tiểu bảo đáp là, là, ba chữ tiểu huyền tử chỉ có mình gã biết là vua Khang Hy. Từ trước đến nay gã chưa nói chuyện vụ này với ai. Chính vua Khang Hy lại càng giữ kín không để một người nào biết này đột nhiên có người nói đến mà thanh âm lại vang dội như vậy, trách nào chẳng khiến cho vi tiểu bảo bờ vía. Toàn thân gã run bần bật vì cảm thấy sự thật rất cổ quái. Bất giác gã lầm bẩm nhất định khang hy tiểu hoàng đế chết rồi. Y hiện hồn lên đảo thông cật này kiếm ta, vì hồn y nhớ lại thời gian ta chơi thân với y ngày trước. Gã nghĩ như vậy, bất giác hai mắt đẫm lệ, từ trong động chạy ra hô hoán, tiểu huyền tử, tiểu huyền tử kiếm ta đấy ư tiểu quế tử ở đây này thanh âm kia lại réo lên tiểu quế tử tiểu quế tử ngươi ở chỗ nào tiểu huyền tử mong nhớ ngươi lắm thanh âm quá lớn tựa hồ không phải là ở miệng một người phát ra mà phải hàng mấy trăm người đồng thanh hô hoán nhưng nếu là hàng trăm người hàng ngàn người đồng thời kêu réo lại chẳng thể tề chỉnh đến như vậy bằng là tiếng của một người thì dù ai có nội lực cao thâm đến đâu cũng quyết không thể phát ra thanh âm như sấm sét làm kinh thiên động địa đến thế được vì tiểu bảo đoán chắc là quỷ hồn của vua Khang Hy. Gã trong lòng đau xót, hai hàng nước mắt tuôn như mưa. Gã tự nhủ, quả nhiên tiểu huyền tử đối với ta bằng điều nghĩa khí cực kỳ thâm trọng. Sau khi y chết rồi, linh hồn còn tìm đến ta. Bình nhật gã sợ nhất là ma quỷ, nhưng hiện giờ gã quyết tâm cùng tiểu huyền tử hội diện một phen, liền co giò vọt về phía phát ra thanh âm. Miệng gã hô lớn, "Tiểu huyền tử, tiểu huyền tử, đừng bỏ đi!" tiểu quế từ đây này trên đảo khắp chỗ đầy tuyết phủ đường trơn như mỡ đổ vì tiểu bảo trượt chân té lộn mấy lần gã lồm cồm đứng dậy được lại tục mạng chạy tới vừa chuyển qua sườn núi gã đã ngó thấy bên bãi cát ánh lửa thấp thoáng đầy đặc như sao mấy trăm người tay cầm đèn đuốc sắp thành hàng rất tề trình gã giật mình kinh hãi la lên trời ơi rồi xoay mình chạy trốn trong đám đông một người vọt ra hô hoán vì đô thống vì đô thống thế là thuộc hạ kiếm thấy đô thống rồi vì tiểu bảo vừa khoa chân bước được hai bước liền biết rõ tình thế trước mắt không còn cách gì tẩu thoát vì tông tích mình đã bị phát giác bên đối phương mấy trăm người sục tìm thì ở trên hòn đảo thông cật nhỏ bé này quyết chẳng thể lần tránh được gã nghe tiếng người rất quen thuộc liền dừng bước đánh bảo từ từ xoay mình lại người kia lại la lên vì đô thống toàn thể anh em đều tưởng nhớ đô thống vô cùng tạ ơn trời phật nay lại mới tìm thấy đồ thống, người đó cầm bó đuốc dơ cao lên, cất bước tiến gần lại. Té ra vương tiến bảo, tha hương ngộ cố nhân, vì tiểu bảo mừng rỡ không bút nào tả xiết. Gã lại nghĩ tới ngày trước, ở ngoại thành Bắc Kinh, vương tiến bảo đã phụng chỉ đem quân đuổi bắt, nhưng hắn cố ý lờ đi, buông tha cho gã thoát thân, gạt bỏ cả bước tiền đồ cùng tính mạng. Gã cảm kích tự nhủ, vương tam ca là người nghĩa khí thâm trọng bữa nay y có dẫn quân đội đến chóc nã, ta cũng còn có đất để thương lượng. Gã liền mỉm cười đáp, vương tam ca, mưu kế của tam ca thật là tuyệt diệu, đánh lừa được tiểu đệ phải bỏ ra. Vương tiến bảo liệm bó đuốc xuống đất, khom lưng đáp, thuộc hạ chẳng bao giờ dám lừa dối đô thống. Thực tình không biết đô thống ở trên đảo này, vì tiểu bảo mỉm cười hỏi, thế thì đây là cầm nang diệu kế của đức hoàng thượng trao cho hay sao? vương tiến bảo đáp hôm ấy hoàng thượng biết là đô thống chạy ra ngoài biển trốn tránh liền phái thuộc hạ thống lĩnh ba con hải thuyền mang theo thánh chỉ đi khắp các hòn đảo nhỏ tìm kiếm lên đảo nào cũng phải tuân thánh chỉ của hoàng thượng mà hô hoán như vậy lúc này song nhi phương di cũng chạy tới nơi đứng ở phía sau vi tiểu bảo một lúc nữa tô thuyên công chúa a kha ba người đều đến cả vì tiểu bảo quay lại bảo công chúa, hoàng đế ca ca của nàng thiệt là giỏi. Y dùng rượu kế kiếm thấy chúng ta rồi. Vương tiến bảo nhận ra công chúa liền quỳ xuống hành lễ. Công chúa hỏi, phải chăng hoàng thượng phái ngươi đến bắt bọn ta phải về Bắc Kinh? Vương tiến bảo vội đáp, không phải thế, không phải thế, hoàng thượng chỉ phái nô tài ra biển tìm kiếm vi đô thống. Ngài tuyệt không hay công chúa điện hạ cũng ở đây. Công chúa cúi xuống ngó cái bụng phưỡn ra, bất giác mặt đỏ bừng lên. Vương Tiến Bảo nhìn Vi Tiểu Bảo nói, hơn 6 tháng trời, thuộc hạ ra biển đã lên trên ngoài trăm hòn đảo nhỏ kêu gọi tìm kiếm. Đêm nay mới gặp đô thống ở đây, nỗi vui mừng kể sao cho xiết. Vi Tiểu Bảo cười nói, hiện giờ tiểu đệ là kẻ phạm tội lớn, không phải thượng cấp của Tam Ca nữa. Vậy xin Tam Ca miễn xưng hô những danh từ, đô thống, và, thuộc hạ. Vương Tiến Bảo đáp ý kiến hoàng thượng thế nào? phải chờ tuyên đọc thánh chỉ rồi mới biết. Hắn quay lại nhìn đám đông vẫy tay hô, ôn công công, mời công công lại đây. Một người từ trong đám đông tiến lại, mặc sắc phục thái giám. Té ra là thái giám ôn hữu phương đã quen thân với vi tiểu bào từ ngày ở ngự thư phòng. Ôn hữu phương tiến gần lại gióng giặc tuyên bố có thánh chỉ, nguyên ôn hữu phương gặp vi tiểu bảo hồi mới tiến cung, thường đánh bạc với gã, y gieo thò lò không biết gian lận đã là con, mồng béo, của gã và không hiểu nợ y bao nhiêu tiền bạc. Từ ngày vi tiểu bảo thanh vân đắc lộ, mỗi lần gặp y vẫn thưởng cho một vài trăm lạng. Vi tiểu bảo nghe nói có thánh chỉ, vội quỳ xuống. Ôn hữu phương nói đây là mật chỉ, mọi người phải xa ra. Vương tiến bảo nghe ôn hữu phương nói vậy, liền lùi ra xa. Bọn tô thuyên cũng tránh đi hết. Công chúa hỏi, thánh chỉ của hoàng đế ca ca, ta cũng không nghe được ư. Ôn hữu phương đáp, hoàng thượng đã truyền dạy đây là mật chỉ ban xuống cho một mình vi tiểu bảo thì bất luận là ai cũng không được nghe lén. Nếu để tiết lộ nửa lời là cả nô tài phải chém đầu. Công chúa hắng giọng lên một tiếng hỏi, có chuyện ghê gớm đến thế ư? Nàng biết mình con đứng đây tất thái dám không chịu đưa thánh chỉ ra đành phải rút lui. Ôn hữu phương lấy trong mình ra hai phong giấy vàng vì tiểu bảo quỳ xuống hô nô tài là vi tiểu bảo nghênh tiếp thánh chỉ ôn hữu phương nói hoàng thượng đã truyền dạy lần này đô thống phải đứng tiếp chỉ chứ không được quỳ xuống dập đầu mà cũng không được tự xưng nô tài vì tiểu bảo lấy làm kỳ hỏi thế là nghĩa làm sao ôn hữu phương đáp hoàng thượng dặn sao bản xứ nói vậy còn vì lẽ gì thì khi đô thống về châu sẽ hỏi ngài vì tiểu bảo lại dõng dạc tuyên bố dạ bái tạ ơn điểm của hoàng thượng rồi gã đứng thẳng người lên ôn hữu phương đưa một phong giấy vàng cho vi tiểu bảo nói đô thống mở ra mà coi vi tiểu bảo hai tay đón lấy mở bao thư rút một tờ giấy vàng ra ôn hữu phương tay trái cầm đèn lồng soi gần vào vi tiểu bảo nhìn thấy trên tờ giấy vẽ sáu bức họa đồ bức thứ nhất vẽ hai thằng nhỏ vật nhau lăn dưới đất đúng là tình hình gã cùng nhà vua ngày trước chơi trò đô vật bức thức hai vẽ một lũ trẻ nít xuống xít lại bắt ngao bái. Ngao bái nhảy sổ về phía vua Khang Hy, Vi tiểu bảo cầm đao đâm vào sau lưng ngao bái. Bức thứ ba vẽ một tên tiểu hòa thượng cõng một nhà sư già chạy trốn. Phía sau sáu, bảy tên lạc ma cầm đao rượt theo. Đó là tình trạng vi tiểu bảo cứu lão hoàng gia ở chùa Thanh Lương. Bức thứ tư vẽ một ni cô áo trắng từ trên không nhảy xuống phóng kiếm đâm vua Khang Hy vì tiểu bảo đứng ngăn chặn trước mình ngài để chịu đựng nhát kiếm. Bước thứ năm vẽ vi tiểu bảo đạp già thái hậu xuống đất ở tầm điện cung từ ninh, lại nâng đỡ chân thái hậu ở trên giường. Bước thứ sáu vẽ vi tiểu bảo cùng một tướng la sát, một vương tử xứ mông cổ và một lão lạt ma. Bốn người cùng nắm lấy bím tóc của một vị lão tướng quân. Coi sắc phục của lão tướng quân này đúng là bình tây thân vương dĩ nhiên bức đồ này nói về vụ vi tiểu bảo dùng kế tán ba lộ quân đồng minh với ngô tam quế nét đan thanh của nhà vua trên sáu bức họa rất linh động có điều ngô tam quế cát nhĩ đan vương tử tang kết lạt ma là những nhân vật ngài chưa từng gặp mặt nên tướng mạo không giống còn những nhân vật khác rất đầy đủ tinh thần nhất là vi tiểu bảo với vẻ mặt bướng bình tinh danh mà lại rất dễ thương trên sáu bức họa không có một chữ nhưng dĩ nhiên Vi Tiểu Bảo cũng hiểu đây là sáu công lớn của gã đối với nhà vua. Kể ra vụ chơi đùa, luyện võ của gã với vua Khang Hy không đáng kể là công lao, nhưng nhà vua vẫn ấp ủ những kỷ niệm vui thú này không bao giờ quên được. Còn những vụ nổ súng lên đảo Thần Long, đuổi bắt Ngô Ứng Hùng, tương đối nhỏ mọn không đáng kể đến. Vi Tiểu Bảo đứng nhìn sáu bức vẽ ngơ ngẩn xuất thần. Gã cảm xúc quá bất giác tuôn đôi hàng lệ miệng lẩm bẩm tiểu huyền tử tốn bao nhiêu công phu vẽ ra sáu bức họa này để ghi nhớ công lao của ta. Thế thì trong lòng y chắc không giận ta nữa. Ôn hữu phương chờ một lúc lậu mới hỏi, đồ thống đã coi rõ chưa, vì tiểu bảo đáp, hiểu rồi. Ôn hữu phương mở phong thơ thứ hai, ra nói, bản xứ xin tuyên đọc mật chỉ của hoàng thượng. Hắn rút tờ giấy ra đọc tiểu quế tử, còn mẹ nó, người đi đằng nào mất rồi, ta nhớ người quá xá. Ngươi là một kẻ thối tha vô tình vô nghĩa, quên cả lão gia rồi chăng? Vì tiểu bảo lẩm bẩm, ta không quên đâu, ta không quên đâu, ở Trung Quốc, từ đời Tam hoàng, Ngũ đế trở xuống, thánh chỉ của nhà vua mà dùng đến ba chữ, con mẹ nó, hoàng đế lại tự xưng là lão gia, chỉ có trong đạo mật chỉ này của vua Khang Hy mà thôi. Đúng là một vụ không tiền khoáng hậu. Ôn Hữu Phương dừng lại một chút rồi đọc tiếp, ngươi chẳng nghe lời ta, không chịu giết sư phụ lại đưa kiến ninh công chúa chạy trốn còn mẹ nó ngươi làm thế để kêu ta bằng đại cữu tử cho tiện hay sao có điều công lao của ngươi lớn quá lại đối với ta một lòng trung ái nên dù người phạm tội gì đi chăng nữa ta cũng dung tha ta nói cho ngươi hay ta sắp làm lễ thành hôn ngươi không về uống rượu mừng thì lão ra mất cả khoan khoái ta lại cho ngươi biết khôn hồn thì đầu hàng đi lập tức trở về bắc kinh ta đã sai dựng cho ngươi một tòa bá tước phủ khác rồi. Tòa này so với tòa cũ còn tráng lệ hơn nhiều. Hồi 222, thông cật đảo quần hào đại đồ. Vì tiểu bảo nghe tới đây bất giác nở mày nở mặt, lớn tiếng reo, hay lắm, hay lắm, ta chịu về Bắc Kinh ngay tức khắc để uống chung rượu mừng của Hoàng thượng. Ôn hiểu phương đọc tiếp đó là những việc về trước, ta có thể bỏ đi không cứu xét nhưng từ đây sắp tới nếu ngươi còn không nghe lời ta thì ta nhất định chặt đầu ngươi đi ngươi đừng bảo ta gạt ngươi trở về bắc kinh để hạ sát ngươi sư phụ ngươi chết rồi thiên địa hội không còn điều gì liên can đến ngươi nữa vậy ngươi xuất lực diệt trừ tổ chức này ta lại phái ngươi đi đánh ngô tam quế nữa kiến ninh công chúa ta gả cho ngươi làm vợ ngày sau ta sẽ phong tước công tước vương cho ngươi ngươi được thăng quan phát tài tha hồ phong lưu khoái lạc tiểu huyền tử đã là bạn tốt của ngươi, lại là sư phụ ngươi nữa. Ngươi thường ví ta như, biểu, sâm, dùy, thang. Một khi ta nhất môn hí xuất là, tứ mã nan truy. Ngươi liệu mà vác mặt về cho sớm, kẻo ta trông đời. Ôn hiểu phương tuyên đọc đạo mật chỉ rồi hỏi, đại nhân đã nghe rõ chưa? Vì tiểu bảo đáp ta nghe rõ cả rồi. Ôn hiểu phương cầm đạo mật chỉ châm vào ngọn nến trong cây đèn lồng để đốt đi chớp mắt tờ giấy cháy thành cho, vì tiểu bảo nhìn đạo mật chỉ cháy hết rồi, lửa tắt ngủm, chỉ còn lại một chút cho tàn. Những luồng tư tưởng nổi lên như sóng cồn, gã quỷ xuống bóp nắm tàn giấy chứ không nói gì. Ôn hữu phương tươi cười thỉnh an rồi nói, vì đại nhân, đức hoàng thượng sủng ái đại nhân đến thế là cùng cực. Từ nay trở đi tiểu nhân hoàn toàn trông cậy vào sự đề bạt của đại nhân. Vì tiểu bảo mặt buồn rười rượi, lắc lắc cái đầu thầm nghĩ, y bảo ta về trừ diệt thiên địa hội, nhưng làm thế là phản bội bằng hữu Nếu ta dúng tay vào thì có khác gì bọn ngô tam quế, phong tế chung. Ta cũng chỉ là một tên đại hán gian, một con rùa đen hay quân chó đẻ mà thôi. Chén cơm này của tiểu huyền tử nuốt không trôi được. Rồi gã tự hỏi, tiểu huyền tử hứa tha chết cho ta chuyến này nhưng y lại nói rõ lần sau nhất quyết chẳng chịu chiêu dung. Nếu ta không trở về, chưa hiểu y đối phó với ta bằng cách nào gã nghĩ vậy liền cất tiếng hỏi nếu ta không về hoàng thượng sẽ làm gì ngài có dặn các vị bắt ta hay giết ta không ôn hữu phương lộ vẻ cực kỳ kinh ngạc hỏi vì đại nhân không tuân chỉ ư sao sao lại có chuyện thế hỡi ơi vì bội thánh chỉ là một điều đại tội muốn thốt ra lời cũng không thể được vì tiểu bào hỏi gặng ông bạn nói thật đi nếu ta không tuân chỉ thì cục diện sẽ ra sao Ôn hiểu phương gãi đầu gãi tai đáp, hoàng thượng chỉ phán bảo tiểu nhân làm hai việc, một là đem trao một đạo mật chỉ cho vi đại nhân. Hai là sau khi vi đại nhân coi đạo mật chỉ thứ nhất, tiểu nhân sẽ mở đạo mật chỉ thứ hai ra tuyên đọc. Đạo mật chỉ này ngụ ý thế nào, tiểu nhân chẳng hiểu chi hết. Ngoài hai việc trên, hoàng thượng không dặn bảo điều gì khác cả, vì tiểu bảo gật đầu, tiến lại gần vương tiến bảo hỏi, vương tam ca hoàng thượng ban mật chỉ triệu tiểu đệ về kinh phục vụ, nhưng, nhưng tam ca coi đó. Công chúa bụng lớn thế kia rồi, tiểu đệ thực tình không thể xa nàng được. Trường hợp mà tiểu đệ không tuân chỉ hồi kinh thì tam ca đối phó với tiểu đệ bằng cách nào? Hoàng thượng có dặn bảo gì không? Gã tự nhủ ta hãy để đối phương trả giá xem sao đã. Nếu hắn bảo không tuân chỉ là hạ sát liền thì ta phải chịu đầu hàng. Bằng không ta sẽ mặc cả trước cũng chẳng hề gì. Vương Tiến bảo đáp Đức Hoàng Thượng chỉ phái thuộc hạ đi khắp các hải đảo tìm kiếm vi đô thống. Khi tìm thấy rồi đã có ôn công công tuyên đọc mật trì. Những việc về sau, dĩ nhiên thuộc hạ nhất thiết nghe lệnh sai khiến của vi đô thống. Vì tiểu bảo mừng thầm hỏi, Hoàng Thượng không giận tam ca bắt hay giết tiểu đệ ư? Vương Tiến bảo đáp, không có đâu, không có đâu, làm gì có chuyện đó. Đức Hoàng Thượng đối xử với vi đô thống bằng tấm lòng trân trọng một khi vi đô thống về đến Bắc Kinh, ngài nhất định dùng đô thống vào việc lớn, chẳng làm thượng thư cũng làm tướng quân. Vì tiểu bảo nói, vương tam ca ơi, chẳng giấu giấu gì tam ca, hoàng thượng triệu tiểu đệ về kinh để phái dẫn quân đi trừ diệt thiên địa hội. Tiểu đệ là hương chủ ở thiên địa hội thì chẳng thể nào hành động sát hại bằng hiểu. Vụ này nhất định không làm được, vương tiến bảo là con người rất trọng nghĩa khí, hắn đã hiểu rõ mọi việc của vi tiểu bảo bây giờ nghe gã nói vậy, liền gật đầu lia lia. Hắn nghĩ bụng bán đứng anh em để tham quan phát tài thì có khác chi tuồng chó lớn, vì tiểu bảo lại nói, hoàng thượng đối với tiểu đệ ơn nặng bằng non, nhưng ngài sai phái việc này tiểu đệ thực không làm được. Tiểu đệ chẳng dám trở về thấy mặt hoàng thượng nữa, đành để kiếp sau làm thân châu ngựa đềm nghĩa trúc mai. Tam ca về phúc trình hoàng thượng xin bày tỏ nỗi khó khăn cho tiểu đệ. Trước nay trung nghĩa khó lòng vẹn cả hai bề diễn tuồng ở trên sân khấu thì chỉ làm bộ tự sát để báo đền ơn chúa. Nhưng cắt cổ thực sự thì tiểu đệ sợ đau lắm. Vương Tiến bảo suy bụng ta ra bụng người, tự nhủ, giả tỷ ta gặp phải vấn đề nan giải này cũng chỉ còn đường tự sát để báo đền ơn chi ngụ của quân hoàng và khỏi phụ tình nghĩa tương giao bằng hữu. Hắn vội khuyên can vì đô thống bất tất phải dùng hạ sách đó. Chúng ta thủng thẳng suy nghĩ để tìm biện pháp nào hay hơn hãy chờ thuộc hạ trở về tâu bày nỗi khổ tâm của đô thống lên hoàng thượng. Trương Dũng đại ca, Triệu tổng binh, Tôn tổng binh đã lập được ít công lao trong mấy tháng gần đây và được hoàng thượng trọng đãi. Những vị này quyết chẳng kể gì đến bước tiến trình, sẽ cùng nhau dập đầu năn nỉ thánh thượng mở đường cho đô thống. Vì tiểu bảo thấy hắn có vẻ hoảng hốt bồn chồn, tựa hồ gã sắp tự tử đến nơi thì không khỏi cười thầm nghĩ bụng, muốn vì tiểu bảo này tự sát thì hãy chờ mặt trời mọc phương Tây lạn phương đông, mới có thể xảy ra. Đừng nói chuyện tự sát mà chặt đầu ngón tay út, lão gia cũng không làm nổi. Và lại tiểu huyền tử muốn giết ta là giết, muốn tha ta là tha, y tự có chủ ý của y, còn các người có dập đầu đến bể sọ cũng chẳng ít gì. Nhưng gã thấy vương tiến bảo tình nghĩa thâm trọng, trong lòng cực kỳ cảm kích, liền nắm chặt tay hắn, nói đã thế thì phiền vương tam ca tâu trình hoàng thượng và nói là tiểu đệ lâm vào tình trạng nan dài không biết làm thế nào đã vung kiếm lên tự tử, may mà tam ca kịp đoạt kiếm giải cứu, không thì tiểu đệ chết rồi. Vương Tiến bảo đáp, giả dạ, giả, dạ. hắn nghĩ tới vụ này giả dối mà ôn thái giám đứng bên đã nhìn thấy rõ. Tội khi quân chắc gì giữ kín cho khỏi lòi đuôi, hắn không nhẫn nại được, mặt lộ vẻ thẫn thờ lo nghĩ. Vì tiểu bảo nổi lên chàng cười ha ha, gã biết Vương Tiến bảo là người thành thật không nên nói giỡn liền bảo hắn. Vương Tam Ca bất tất phải quan tâm. Tiểu đệ muốn giỡn chơi chứ không phải chuyện thật hoàng thượng hiểu rõ vì tiểu bảo là người thế nào rồi. Động một chút đã sợ đau đớn thì còn tự tử làm sao được. Vậy nên Tam Ca nhất thiết cứ tâu trình sự thực. Vương Tiến bảo nghe gã nói vậy mới yên lòng. Vì tiểu bảo nghĩ bụng nếu ta ngồi thuyền của y trở về Trung Nguyên rồi hãy chuồn đi thì hoàng thượng nhất định khép tội. Chắc y phải mất đầu. Bằng ta thốt lời cầu khẩn y không thể cự tuyệt nhưng như vậy mình lại tỏ ra hèn nhát gã nghĩ như vậy rồi nói việc chính chúng ta bàn xong rồi vương tam ca tiểu đệ ở trên hoang đảo lâu ngày không được đánh bạc buồn quá bây giờ chúng ta gieo xúc sắc một lúc nên chăng vương tiến bảo cả mừng hắn cũng máu mê cờ bạc chẳng kém gì vi tiểu bảo khi không có đối thủ cũng dùng tay trái đánh với tay mặt hắn liền hoan hô tức khắc vương tiến bảo nóng quá sai ngay bọn quan binh thủ hạ khiêng một tảng đá lớn bằng phẳng đem lại làm bàn bạc sáu tên quan binh đứng bên cầm đèn lồng để soi sáng mọi người kêu gọi nhau lại cùng vi tiểu bảo mở cuộc đại đồ chỉ trong chớp mắt ôn hữu phương cùng mấy tên tham tướng du kích cũng nhập cuộc gieo xúc sắc số người đến bu quanh tảng đá lớn mỗi lúc một đông mộc kiếm bình mọi bữa thấy bọn đàn bà gieo xúc sắc để xem ai thua thì bồi tiếp vi tiểu bảo nay cô thấy bọn quan binh cũng chơi trò này trong lòng nghi hoặc khẽ hỏi phương di di tỉ tỉ bọn họ gieo xúc sắc làm gì vậy chẳng lẽ người thua cũng nhưng họ đều là đàn ông phương di bật lên tiếng cười hích hích khẽ đáp tên nào thua là phải bồi tiếp quận chúa mục kiếm bình tuy chưa hiểu rõ việc đời nhưng cũng biết chẳng làm gì có chuyện đó cô liền thò tay vào nách phương di mà cù lét hai cô cùng cười lăn cười lộn cuộc đánh bạc kéo dài suốt đêm cho đến sáng mới tan trước mặt vi tiểu bảo ba đống bạc xếp cao lù lù một là gã hên vận hai là gã gian lận bọn quan binh trong mười tên có đến chín tên bị thua cháy túi vi tiểu bảo cao hứng vô cùng gã ngẩng đầu lên nhìn thấy a kha và công chúa ngồi tựa vách đá mà ngủ còn tô thuyên song nhi tăng nhu phương di mộc kiếm bình năm cô ngủ một giấc rồi đã tỉnh lại Nghiên cưỡng ngồi bên bồi tiếp. Gã cũng thấy hơi thẹn liền đầy một đống bạc trước mặt ra nói, Vương Tam Ca, Tam Ca đem mấy ngàn làng bạc này chia ra thưởng cho các anh em dùng tiểu đệ. Các vị đến trốn hoang đảo này chẳng có gì khoản đãi, thật áy náy quá. Bọn quan binh thua bạc mặt buồn rười rượi nghe gã nói vậy liền nổi tiếng hoan hô và đồng thanh ngỏ lời cảm tạ. Vương Tiến bảo sai bọn quan binh bơi mùng nhỏ chờ ra thuyền lớn lấy gạo nước, heo, dê, rượu ngon cùng mâm bát chén, song chảo, giao thớt đem lên đảo. Hắn lại chỉ huy bọn quan binh vào rừng chặt cây làm mấy gian nhà danh. Người nhiều làm việc gì cũng dễ, mấy chăn quan binh nhất tề ra sức động thủ, chỉ trong mấy ngày, trên đảo thông cật thành ra một nơi rất hoàn bị để mọi người trú ngụ, sắp đặt trên đảo xong, Vương Tiến bảo từ biệt bọn vi tiểu bảo ra về. Lúc lâm biệt, Ôn Hữu Phương mới biết tên đảo này là Thông Cật. Hắn không khỏi thở dài tiếc rẻ nói mình không biết trước thế này thì nhất định đoạt lấy nhà cái trong bàn bạc đánh bạc ở đảo thông cật mà làm nhà con trách nào chẳng bị người ăn hết qua mười mấy ngày nữa a kha sinh trước một trai hôm sau tô thuyên cũng cho ra đời một trai lại cách hơn một tháng công chúa mới sinh hạ một gái nàng thấy người ta đều sinh trai chỉ có mình nàng đẻ con gái trong lòng buồn bã vô cùng nàng khóc dòng dã mấy ngày trời vì tiểu bảo dỗ dành hoài gã còn nói chỉ ưa con gái chứ không thích con trai khi đó công chúa mời đổi sầu làm tươi đang khóc bật cười ba đứa nhỏ có bảy bà mẹ nhưng chưa một ai có kinh nghiệm về việc nuôi trẻ sơ sinh các cô không khỏi luống cuống gây nên lắm chuyện buồn cười may ở chỗ ba đứa nhỏ này dễ nuôi và rất kháu khinh quần nữ công thỉnh vi tiểu bảo đặt tên cho chúng Gã cười đáp ta chẳng biết chữ nghĩa gì để mà bảo đặt tên cho con trai con gái thật là một chuyện khó khăn. Bây giờ đánh thế này vậy, chúng ta gieo xúc sắc bói coi được cái gì thì đặt tên cái đó. Gã liền cầm hai hạt xúc sắc, miệng lâm dâm khấn khứa, cầu chư thần chư Phật cùng Đức Bồ Tát phù hộ để tín chủ lấy tên đặt cho ba đứa nhỏ. Đây là đứa thứ nhất, gã rứt lời liệng hai con xúc sắc xuống, một con thành lục điểm và một con ngũ điểm nước bài này kêu bằng hổ đầu vì tiểu bảo cười nói a à, lão đại được cái tên rất đúng gọi là vi hổ đầu gã gieo lần thứ hai một con một điểm và một con sáu điểm thành nước bạc đồng trùy yêu lục gã nói lão nhị kêu bằng vi đồng trùy vì tiểu bảo lại gieo lần thứ ba con đầu ngã xuống thành lưỡng điểm con thứ hai xoay một lúc nữa rồi cũng hạ xuống lưỡng điểm nước này kêu bằng bản đắng vì tiểu bảo ngẩn người ra một chút rồi cười ha hả nói, đại cô nương của chúng ta được cái tên rất cổ quái. Cô này tên gọi vi bản đắng, quần nữ đều ngơ ngác, công chúa tức giận nói, tên này khó nghe lắm, y đường hoàng là một khuê nữ sao gọi là bản đắng, trường đắng được. Mau mau gieo một lần nữa để đặt tên lại, vì tiểu bảo đác bách thần cùng đức Bồ Tát đã cho tên như vậy, sao còn thay đổi loạn xa ngâu. Gã bổng con lên hôn vào mặt nó một cái cười nói vì bản đắng hôn ta đi nào cái tên này thế mà đẹp công chúa tức giận nói không được không được tên gì chứ tên vi bản đắng thì nhất định không được đứa nhỏ này do ta sinh ra mà đặt tên khó nghe như vậy ta không chịu vì tiểu bảo hỏi hừ đứa nhỏ do nàng sinh ra thật nhưng một mình nàng liệu có sinh con được không công chúa giật lấy hai con xúc sắc nói người không gieo thì ta gieo gieo được cái gì đặt tên cái đó vì tiểu bảo không làm sao được đành để tùy ý nàng, nhưng hỏi lại, được rồi, gieo lần này rồi đừng cãi nữa, nhưng thành hổ đầu hay đồng trùy thì sao? Công chúa đáp, nó sẽ đồng danh với ca ca, cũng kêu hổ đầu hay đồng trùy càng tốt. Nàng cầm hai con xúc sắc vừa lắc vừa khấn, chư thần Bồ Tát, xin chư thần ban cho khuê nữ của đệ tử một cái tên thật hay. Nếu không thì đệ tử đập tan hai con xúc sắc thối tha này. Nàng khấn xong gieo xuống hai con xúc sắc xoay một lúc rồi đứng lại. Trong thiên hạ thật lắm chuyện kỳ, lần này công chúa cũng gieo hai con thành lưỡng điểm tức là bản đắng. Công chúa trợn mắt há miệng, bất giác nàng quẹ một tiếng rồi khóc quả lên, mọi người vừa ngạc nhiên vừa tức cười. Tô Thuyên an ủi nàng, muội tử bất tất phải nóng nảy lưỡng điểm thành đôi tứ là, xong, hai con cùng lưỡng điểm thành, song song, đứa khuê nữ của chúng ta kêu bằng vi song song, muội tử nghe có hay không? công chúa phá lên cười, hả hê đáp, hay lắm, hay lắm, tên này nghe thú đấy, lại không khác song nhi muội tử mấy tí. Song nhi cũng cực kỳ hoan hỉ, thì ôm vi song song vào lòng mà hôn hít rất thân thiết. Mộc kiếm bình cười nói, song nhi muội 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 cưng nó như vậy thì cho nó bú đi. Song nhi đỏ mặt lên biểu môi đáp tỉ tỉ cho nó bú. Thị vừa nói vừa thò tay cởi khuy áo mộc kiếm bình. Mộc kiếm bình vội bỏ chạy quần nữ đều cười ồ, trên đảo thông cật thêm ba đứa hải nhi càng náo nhiệt, từ ngày vương tiến bảo đưa đồ vật dụng lên, lương thực sung túc, không phải hàng ngày đi bắt cá hay săn thú cũng có thức ăn rồi. Chỉ khi nào muốn ăn tôm cá tươi mới cần động thủ. Ban đầu mọi người còn băn khoăn vụ vua Khang Hy Tuyên Triệu Vi tiểu bảo mà gã không trở về Bắc Kinh có thể gây ra hậu hoạn. Nhưng sau mấy tháng chẳng thấy tin tức gì, nỗi lo âu cũng nhạt dần, rồi không ai để ý tới nữa. Mãi đến mùa đông, Vương Tiến Bảo đột nhiên thống lãnh mấy con thuyền lớn ra đảo thông cật để tuyên đọc thánh chỉ. Thánh chỉ chuyến này làm thành văn biền ngẫu theo lối tứ lục, văn tự thâm thúy ảo diệu, vì tiểu bảo chẳng hiểu câu nào, phải nhờ Tô Thuyên giải thích từng chữ. Vua Khang Huy không đả động gì đến việc trước, chỉ phái một tên tham tướng đốc xuất 500 quan binh đồn trú trên đảo để bảo vệ cho công chúa. Ngoài ra còn 16 tên nam bộc, 8 tên nữ bộc, tám ả nha hoàn, những dụng cụ cùng thực vật, xếp đầy ba thuyền lớn, vì tiểu bảo thấy thế trong lòng ngấm ngầm chán nản nghĩ bụng, tiểu huyền từ thường cho ta nhiều thế này là có ý muốn ta ở lại đảo thông cất suốt đời. Gã bản tính hiếu động, những ngày tháng ở trên đảo tuy chẳng phải lo lắng gì lại thêm bảy vị phu nhân nguyệt thẹn hoa nhường bầu bạn, nhưng hưởng cuộc thái bình vô sự lâu ngày quá cũng thành ra vô vị nhiều lúc gã hồi tưởng lại những việc đã qua ở lệ xuân viện việc nào bị nắm tóc lôi kéo nào bị đòn đánh túi bụi hay bị thoá mạ đủ điều, gã lại cảm thấy tinh thần khoan khoái. Tháng 12 năm ấy, vua vua Khang Hy sai triệu lương đống ban chỉ ra cho hay đức hoàng đế lập con thứ là doãn nhưng làm thái tử, đại xá tội phạm trong thiên hạ. Vì tiểu bảo được thăng một cấp làm nhị đẳng thông cật bá. Vì tiểu bảo bày yến tiệc mời triệu lương đống uống rượu trên tiệc triệu lương đống nói đến chuyện chiến sự chinh phạt ngô tam quế hắn cho hay binh tướng của ngô tam quế rất lợi hại vương sư thất lợi ở nhiều nơi vì tiểu bảo nói triệu nhị ca xin nhị ca về tâu hoàng thượng để ngài hay tiểu đệ ở đây buồn quá mong được hoàng thượng phái tiểu đệ dẫn quân đi đánh lão tiểu tử ngô tam quế triệu lương đống đáp đức hoàng thượng cũng tiên liệu tước ra một lòng trung quân ái quốc tước ra mà hay tin ngô Tập càn dỡ nhất định xin ngài cầm quân ra trận. Hoàng thượng phán bảo, vì tiểu bảo muốn đi đánh ngô tam quế cũng có thể được, nhưng gã phải diệt trừ thiên địa hội trước đã. Nếu không thế thì gã ở thông cật đảo mà câu cá bắt rùa. Vì tiểu bảo vành mắt đỏ hoe, cơ hồ phát khóc. Triệu lương đống nói, hoàng thượng còn kể thời vua quang võ nhà hán nhỏ tuổi, ngài có người bạn tên gọi nghiêm tử lăng. Sau khi hán quang võ lên làm hoàng đế, nghiêm tử lăng được phong làm quan lớn mà lão không chịu cứ ngồi lì câu cá ở phú xuân giang hắn dừng lại một chút rồi tiếp hoàng thượng lại nói vua võ vương nhà chu trước có vị đại thần là khương thái công ngồi câu cá ở bến sông vị thùy chu võ vương và hán quang võ đều là những vua hiền thời xưa coi đó ta nhận ra rằng đã là những bậc hảo hoàng đế thường có những đại thần thích câu cá triệu lương đống nghiêm nghị kể tiếp hoàng thượng còn nói ngài muốn làm điều sinh ngư thang nếu vì tước gia không câu cá bắt chim thì lấy gì cho ngài làm, điều sinh ngư thang. Vì tước gia, thuộc hạ là kẻ thô lỗ không hiểu vì lẽ gì Đức Hoàng thượng lại phái tước ghi ở đây câu cá bắt chim. Có điều Đức ngài là bậc anh minh thì chắc trong vụ này tất có đạo lý cực kỳ trọng đại. Vì tiểu bảo đáp phải rồi, phải rồi, gã nở nụ cười nhăn nhó, vì biết rõ vua Khang Hy có ý diễu cợt gã. Xem chừng nếu gã không chịu đi diệt trừ thiên địa hội thì hoàng đế bắt gã ở lại suốt đời ngoài đảo để câu cá. Gã tự nhủ, 500 tên quan binh nói là để bảo vệ công chúa mà thực ra là bọn ngục quan ngục tốt nhà vua phái đến giám thị nghiêm ngặt, không để ta rời khỏi đảo một bước. Gã càng nghĩ, càng đau khổ. Tiệc rượu này vi tiểu bảo chẳng lấy gì làm hứng thú nên giải tán một cách mau chóng. Sau tiệc rượu, gã buồn nản cũng không muốn đánh bạc nữa, trở về phòng ngồi thử ra. Nét mặt buồn rười rượi hai hàng châu lệ tuôn rơi. Bảy vị phu nhân thấy vi tiểu bảo rồi chảy nước mắt đều kinh ngạc, liền vào hỏi han và an ủi gã. Vi tiểu bảo liền thuật lại những lời vua khang hy cho mọi người nghe. Công chúa nói, phải rồi, hoàng đế ca ca thăng quan tước cho ngươi, từ tam đẳng bá lên nhị đẳng bá thì phải rồi, sao còn, nhị đẳng thông cật bá, là nghĩa gì? Nhà đại thanh chúng ta chỉ có chiêu tín bá, uy nghi bá, không chỉ tương cần bá thừa ân bá. Ba chữ, thông cật bá, hiển nhiên là y diễu cợt. Y, y chẳng nghĩ gì đến ta. Vì tiểu bảo đáp thông cật bá thì đã sao? Hòn đảo này chính ta đặt tên là thông cật, chẳng thể trách hoàng thượng được. Ta là đảo chúa đảo thông cật, dĩ nhiên tước bá của ta kêu bằng thông cật bá. Dù sao thông cật bá cũng còn hơn là thông bồi bá, gã nhìn tô thuyên nói, thuyên tỷ tỷ, tỷ tỷ nghĩ ra biện pháp nào để chúng ta trốn về Trung Nguyên ta, ta, nhớ má ta quá, Tô thuyền lắc đầu đáp việc này thật khó khăn, phải thủng thẳng chờ cơ hội, vì tiểu bảo cầm chung trà lên liệm xuống đất đánh choang một cái. Chung trà vỡ tan tành, gã tức giận nói, tỷ tỷ không chịu nghĩ cách rời khỏi nơi đây thì một mình ta cũng chuồn đi. Các vị đừng trách ta vô tình, ta, ta, chẳng thà làm tên bồi phòng, tên hầu trà ở lệ xuân viện chứ chẳng thèm làm con mẹ nó thông cật bá chi hết ta ở đây chán ngấy mất rồi. Tô Thuyên cũng không lấy thế làm tức giận, ngủ mỉm cười đáp tiểu bảo, Ngươi bất tất phải nóng này, một ngày kia hoàng thượng sẽ phía ngươi đi làm việc. Vì tiểu bảo cả mừng, đứng dậy xá giải nói, hảo tỷ tỷ, tiểu đệ xin lỗi tỷ tỷ, rồi gã hỏi, hoàng thượng sẽ phái tiểu đệ làm việc gì? Tỷ tỷ nói mau đi, chỉ cần không phải việc đi đánh thiên địa hội, còn ngoài ra bất cứ việc gì khác, tiểu đệ cũng làm được. Hồi 223, Hoạt Quốc bảo đi đâu mất biến. Công chúa hỏi, nếu hoàng đế ca ca phái ngươi đổ nước tiểu, quét chuồng ngựa thì sao? Vì tiểu bảo tức giận đáp ta cũng chịu, nhưng hàng ngày phái nàng làm thay. Công chúa thấy gã nổi nóng không dám nói nữa. Mộc kiếm bình dục thuyên tỷ tỷ, thuyên tỷ tỷ nói mau đi. Tiểu bảo nổi nóng rồi. Tô thuyên trầm ngâm đáp, hoàng đế phái ngươi làm gì ta không thể biết được nhưng ta đoán rằng hoàng đế có một ngày kia sẽ kêu ngươi trở về bắc kinh hoàng đế bắt ngươi đầu hàng và phải chịu đi trừ diệt thiên địa hội còn ngày nào ngươi chưa chịu là ngươi phải chịu đau khổ ngày ấy tiểu bảo ngươi muốn làm anh hùng hào kiệt thì phải giữ vẹn lòng nghĩa khí với bạn hiểu đó là một điều đau khổ ngươi phải chịu đựng nếu làm anh hùng hào kiệt mà chỉ phải nghe những câu hát thập bát mô thì ra làm anh hùng dễ lắm hay sao vì Tiểu Bảo nghe mụ nói có lý liền đứng dậy, cười hỏi: "Ta vừa làm anh hùng, vừa hát khúc thập bát mô, được không?" Gã nói rồi cất tiếng hát: "Một ta sờ, hai ta sờ, sờ đến đầu tóc của Thiên tỷ tỷ." Gã vừa hát, vừa vươn tay sờ đầu Tô Thuyên. Mọi người đều bật tiếng cười khúc khích, thế là trận phong ba tiêu tan mất. Từ đó chờ đi hết ngày này qua ngày khác, hết năm này qua năm khác, vì Tiểu Bảo cùng thất nữ tiếp tục ở trên đảo thông cật hàng năm cứ đến tháng chạp, vua Khang Hy lại phái người ra ban thường. Vì tiểu bảo được thưởng một bộ xúc sắc bằng thủy tinh, một cỗ bài cầu bằng ngọc phỉ thúy, cùng bao nhiêu đồ để đánh bạc khảm ngọc rát vàng, kể không xiết được. May ở chỗ trên đảo Thông Cật có thêm 500 quan binh, vì tiểu bảo chẳng thiếu gì đối thủ về cờ bạc, nên gã tiếp tục cuộc đời trên đảo không đến nỗi tẻ nhạt. Một năm tôn tư khắc đem chỉ dụ của nhà vua ra. Vì tiểu bảo thấy hắn đội mũ có dính viên hồng bảo thạch mà lại mặc sắc phục của võ quan vào hàng nhất phẩm, biết là hắn đã được thăng chức đề đốc, gã liền nhìn hắn chúc mừng, tôn tứ ca, cùng hỷ tứ ca lại được thăng quan, tôn tư khắc hớn hở tươi cười dâng lời thỉnh an, đáp đây đều là ơn điển của hoàng thượng mà cũng là sự tài bồi của vi tước gia. Hắn mở thánh chỉ ra tuyên đọc, nguyên đạo chỉ này nói về triều đình bình định tam phiên. Bình Tây Vương Ngô Tam Quế ở Vân Nam. Bình Nam Vương Thượng Chỉ Tín ở Quảng Đông, Tinh Nam Vương Cảnh Tinh Trung ở Phúc Kiến lần lượt bị đánh dẹp. Nhà vua luận công phong thường, nhị đẳng thông cật bá là vi tiểu bảo có công tiến cử đại tướng làm nên việc lớn, cũng được thăng chức lên nhất đẳng thông cật bá. Trưởng tử là vi hồ đầu được tập ấm làm vân kỵ úy. Vì tiểu bảo tạ ơn xong thu lấy những đồ vật mà nhà vua ban thường. Trong món này có cả tấm bình phong bằng đá đại lý chính là tấm bình phong mà vi tiểu bảo đã thấy ngô tam quế đặt ở ngũ hoa cung nó là một trong tam bảo của ngô tam quế bọn trương dũng triệu lương đống vương tiến bảo tôn tư khắc cũng đều được ban đổ lễ rất hậu tối hôm ấy vi tiểu bảo thiết tiệc tôn tư khắc nhân lúc ăn tiệc kể lại công cuộc bình định ngô tam quế trương dũng lập được nhiều công lớn trong những trận đánh tan đại quân của ngô tam quế ở miền cam túc ninh hạ đã được phong nhất đằng hầu ra chức thiếu phó kiêm thái tử thái bảo quan tước của hắn cao hơn vi tiểu bảo nhiều tôn tư khắc lại nói ngày trước trương hầu gia bị quy tân thụ đánh một trường thủy trung không bình phục được hầu gia chẳng thể cưỡi ngựa mà cũng không đứng vững khi lâm trận hầu gia ngồi trong kiệu chỉ huy ba quân vi tiểu bảo tấm tắc khen là chuyện kỳ rồi nói những phu khiêng ngựa kiệu phải là những tay dũng sĩ mới được nếu không lúc trương lão ca hô xung phong bốn tên kiệu phu khiêng chạy lùi lại thì thật hỏng bét tôn tư khắc đáp đúng thế trương hầu gia lâm trận sau kiệu phải có đao phủ thủ đi theo đề phòng khi bọn kiệu phu muốn lùi lại là bị chém liền tôn tư khắc lại kể cả việc triệu lương đống lấy dương bình quan bình định hán trung chiếm cứ thành đô đánh xuống côn minh hầu gia lập nhiều công lớn nên hoàng thượng phong y làm dũng lược tướng quân kiêm tổng đốc vân quý ra hàm binh bộ thượng thư Vương Tiến Bảo cùng hắn vì ra sức đánh giặc mà được thăng chức lên đề đốc. Vì Tiểu Bảo thấy hắn mặt mày hớn hở, mà gã không gặp cơ hội thịnh vượng, nên lộ vẻ buồn phiền. Có điều bốn người hào bằng hữu của gã đều lập được đại công, phong quan lớn, gã cũng nức lòng nở giả cho đồng bạn. Tôn Tư Khắc nói, bọn thuộc hạ thường nói với nhau, mấy năm nay được đi đánh trận thật là khoan khoái. Uống nước nhớ nguồn, đây là nhờ ơn chi ngộ của Hoàng thượng, cùng đức tiến cử của vi tước gia. Hắn dừng lại một chút rồi tiếp, giả tỷ vi tước gia làm bình tây đại nguyên soái dẫn người bọn thuộc hạ đi đánh ngô tam quế thì hay biết chừng nào. Hắn lại kể, triệu nhị ca và vương tam ca hai người thường gây lộn với nhau, có khi cả ở trước mặt hoàng thượng, trương đại ca cũng không dẹp nổi. Hoàng thượng mấy lần đã nhắc tới vi tước gia, ngài phán bảo họ gây lộn thế này thì có điều không phải với vi tước gia. Hai người mới thôi không dám gây gổ nữa. Vì tiểu bảo mỉm cười hỏi, hai vị đó hễ thấy mặt nhau là gây lộn, nhưng sao đã làm đến đại tướng quân mà tính nết cũng không thay đổi. Tôn tư khắc đáp thế mới thành chuyện, hai vị còn làm tấu trương kể tội nhau nữa, may mà được hoàng thượng khoan hồng đại đổ, nhất thiết bỏ đi không xét. Nếu không thì e cả hai đều bị cách chức rồi, vì tiểu bảo hỏi tình trạng của lão tiểu tử ngô tam quế ra làm sao. Tôn tứ ca có nắm bím tóc mà đá vào đít con mẹ nó mấy cước không? tôn tư khắc lắc đầu đáp lão tiểu tử đó hên vận lắm vì tiểu bảo kinh hãi hỏi hắn trốn thoát rồi ư ừ, không phải đâu hắn đi đến thất bại đến đấy những đất chiếm được cũng bị mất hết hắn nhận ra không chống được nữa liền làm hoàng đế cho thỏa chí bình sinh trước khi lâm tử hắn liền mặc áo hoàng bào lên ngôi đại bảo đóng đô ở hành châu bọn thuộc hạ nghe nói hắn lên làm hoàng đế liền vào đánh một trận như đòn hắn vừa tức giận vừa kinh hãi rồi lìa bỏ cõi đời vì tiểu bảo nói té ra là thế nếu vậy thì thật phước cho lão tiểu tử tôn tư khắc nói ngô nghịch chết rồi bọn thuộc hạ cùng chưa tướng của hắn liền lập cháu là ngô thế phiên lên kế vị chạy lui về đóng ở côn minh hắn dừng lại một chút rồi tiếp triệu nhị ca đánh tới côn minh bắt bọn thuộc hạ của hắn là đại tướng hạ quốc tương mã bảo chém đầu ngô thế phiên cũng tự sát thế là thiên hạ thái bình vì tiểu bảo nói ở côn minh có một món quốc bảo không hiểu ra sao Tôn tư khắc hỏi lại, món quốc bảo gì, thuộc hạ không nghe ai nói tới. Vì tiểu bảo đáp, đây là một món quốc bảo sống động, một mỹ nhân đệ nhất thiên hạ, tên gọi Trần Viên Viên. Tôn tư khắc nói, té ra là Trần Viên Viên, thuộc hạ không hiểu nàng lạc lõng nơi đâu, nàng chết trong đấm loạn quân hay trốn đi rồi. Vì tiểu bảo la lên, đáng tiếc, thật là đáng tiếc, gã nghĩ bùng, A Kha là vợ ta thì Trần Viên Viên là nhạc mẫu đại nhân chính thức triệu nhị ca mà bắt được bà y biết bà là nhạc mẫu của ta dĩ nhiên đưa đến thông cật đảo để hai mẹ con được đoàn tụ mẹ con nàng đoàn tụ hay không đoàn tụ ta cũng chẳng cần nhưng nhạc mẫu và nữ tế đoàn tụ mới là tuyệt diệu ta chưa cần nói đến chuyện gì khác nguyên một việc được nghe bà gầy đàn tì bà hát khúc viên viên đã là hay lắm rồi trượng mẫu nương ở đảo thông cật mà không ăn được nhưng nữ tế nhìn trượng mẫu phải đếm chảy nước miếng là cây chắc A Kha nghe nói mẫu thân không hiểu lạc lõng nơi đâu, tuy cô bị cửu nạn bắt trộm đem đi từ ngày còn nhỏ, không ở bên mẫu thân, nhưng dù sao cũng mẫu nữ thâm tình, vẻ thương tâm lộ ra ngoài mặt. Vì tiểu bảo khuyên cô bất tất phải lo ông, gã còn nói bất luận mẫu thân cô đi tới đâu, bách thắng đao vương hồ giật chi cũng theo kẻ kẻ bên cạnh, không rời nửa bước. Gã nói A Kha, hồ đại ca võ công rất cao thâm, nàng đã được mắt thấy rồi đấy y bảo vệ một mình lệnh đường là việc dễ như chờ bàn tay a kha cho là gã nói có lý nên cũng bớt nỗi bi ai vì tiểu bảo đột nhiên vỗ bản la trời ơi hỏng rồi a kha kinh hãi hỏi điều chi người bảo mẫu thân ta gặp nguy hiểm rồi chăng vì tiểu bảo đáp bà chẳng có chuyện gì nguy hiểm mà là một chuyện đại nguy hiểm cho ta hồ đại ca đã cùng ta tám lại kết giao thành một đôi nghĩa huynh nghĩa đệ nếu y gặp chỗ vắng vẻ hoang lương tất cùng mẫu thân nàng làm chuyện nọ chuyện kia thì ra y trở nên nhạc phụ của ta hay sao trường hợp này khiến cho vai vế thành rối bét a à kha biểu môi lườm gã nói hồ bá bá à quên hồ đại ca là con người thành thực mực thước ngươi tưởng bao nhiêu đàn ông trong thiên hạ đều giống ngươi hễ thấy đàn bà là ôm đại lấy rồi làm chuyện nọ chuyện kia cả hay sao vì tiểu bảo cười đáp lại đây chúng ta ôm nhau một lúc Gã nói rồi giang tay, ôm lấy A Kha, vì tiểu bảo sau khi được thăng chức nhất đẳng thông cật bá, bọn nhà bếp, nam bộc, nữ tỷ cũng thêm lên mấy chục người. Trên đảo thành ra náo nhiệt, vì hổ đầu còn nằm trong cái nôi, bú sữa mẹ đã được phong tước vân kỵ úy. Cách sinh hoạt trên hoang đảo ăn toàn ngọc thực, mặc toàn gấm vóc lụa là, thật là vinh hoa phú quý. Có điều cuộc sống an nhàn bình thản quá cũng chẳng lấy làm chi thú vị vì tiểu bảo nghĩ trăm phương nghìn kế để gây chuyện động trời cho thành những vụ cổ quái. Gã cho là nếu không làm việc hoang đường thì còn chi là sinh thú. Nhưng bảy vị phu nhân người nào cũng nghiêm cẩn, ngày đêm quản cố gã. Cả công chúa Nguyên là con người ngang ngược nhất cũng không chịu theo gã gây chuyện sóng gió. Thế là nhất đẳng thông cật bá như người bị cột hết tay chân, chỉ còn đường thở ngắn than dài vì tiểu bảo đã được nghe vương tiến bảo kể chuyện đánh ngô tam quế từ trận lớn cho trí trận nhỏ. Khi thì muôn vàn gian nan, khi thì khoái trá mê ly. Gã tiếc mình không được dự vào những trận đó để phô trương tài nghệ. Gã tự nhủ nếu mình cũng hiện diện ở các nơi chiến trận thì nhất quyết không để ngô tam quế chết một cách dễ dàng cho hết chuyện. Mà phải nghĩ cách bắt sống hắn bỏ vào tủ xa đưa qua đường Hồ Nam Hành Châu lên tới Bắc Kinh gã tự nhủ trong khi đó ta lập ra một thể lệ ai muốn coi mặt Ngô Tam Quế phải trả năm đồng muốn nhổ bọt vào mặt hắn thì lấy một lạng trẻ con giảm phân nửa mỹ nữ coi miễn phí bách tính trong thiên hạ đều căm hận tên hán gian này thấu xương mà vi tiểu bảo được xài không hết tiền gã nghĩ tới bảy vị phu nhân hai cậu trai một cô gái luôn luôn theo sát bên mình thì chẳng khác gì phải đeo mười khối đá lớn trên đầu trên cổ Gã tính rằng muốn đem tất cả đi rời khỏi thông cật đảo, thật khó khăn vô cùng. Chỉ bằng bỏ hết 10 người kia lại, nghĩ cách chuồn đi một mình có phần dễ dàng hơn. Vì tiểu bảo Tiễn Chân Vương tiến bảo trở về rồi, ngày nào gã cũng băn khoăn lo nghĩ về chủ ý mình. Một hôm vi tiểu bảo ngồi trên tảng đá lớn buông câu tưởng tượng ra mình cưỡi trên lưng một con rùa lớn chạy ra biển cả, lướt sóng mà đi về thẳng tới Trung Nguyên là một cảnh khoan khoái nhất ngày đã gần tới tiết trung thu, nhưng khí trời vẫn nóng bức. Vì tiểu bảo cầu cá một lúc rồi trong lòng buồn bực, ngồi tựa phiên đá sắp đi vào giấc ngủ triền miên, đột nhiên gã nghe có tiếng gọi khải bẩm vi tước ra. Đức Đông Hải Long Vương muốn triệu thỉnh tước ra, vì tiểu bảo rất lấy làm kỳ ngưng thần nhìn ra thì thấy trên mặt biển nổi lập lờ một con rùa lớn. Nó cất đầu nghền cổ miệng nói tiếng người, con rùa nói tiếc Đông Hải Long Vương ở Thủy Tinh Cung rất tịch mịch quạnh hiu nên sai tiểu tướng lên cung thỉnh tước ra phó yến. Sau yến tiệc sẽ mở một canh bạc lớn, Long Vương có san hô, có của bóng. Những ngân phiếu trên mặt đất cũng thông dụng được, vì tiểu bảo cả mừng reo lên, diệu tuyệt, thật là tuyệt diệu, ông bạn hàng xóm lịch sự quá, dĩ nhiên bản tước phải xuống bồi tiếp. Con rùa nói, dưới cung thủy tinh có một bộ côn khúc ban tử, mạc lăng luận, phong cảnh ngộ, đào hoa phiến và những bàn hát rất mới mẻ. Dưới đó cũng có thầy đồ kể anh liệt chuyện nhà đại minh, chuyện thủy hư và rất nhiều sách. Nó ngừng lại một chút rồi tiếp, lại chẳng thiếu những A à ca nữ hát đủ các lối hát vặn như than ngũ canh, thập bát ngô, tư quý tương tư chẳng thiếu thứ gì. đông Hải Long Vương có bảy vị công chúa, cô nào cũng nguyệt thẹn hoa nhường và vẫn hâm mộ vi tước gia là một nhân vật phong lưu lanh lợi, mong được hội diện. Vì tiểu bào khác nào gãi chúng chỗ ngứa, nức nở khen người hay quá hay quá, vậy chúng ta đi ngay. Con rùa lớn lại nói, vậy mời tước ra ngồi lên lưng tiểu tướng để xuống thủy tinh cung. Vì tiểu bảo tung mình nhảy vọt ra ngồi lên lưng rùa. Con rùa rẽ sóng yên ổn đưa gã xuống thủy tinh cung. Đông Hải Long Vương ra tận ngoài cung minh tiếp, dắt tay gã vào cung. Nam Hải Long Vương đã chờ hắn ở đây rồi, trong lúc yến tiệc vui vẻ, lại có tân khách nhộn nhịp tới nơi. Trong đám này chư bát giới và Ngưu ma vương là hai con yêu tinh. Trương Phi, Lý Đạt, Như Niết, Trình Giảo Kim là bốn vị đại tướng. Trụ vương, Sở Bá Vương, Tùy Dạng Đế, Minh Chính Đức là bốn vị hoàng đế. Bốn vị hoàng đế, bốn tướng, một chư, một nghiêu, nhị long là bốn vị thần mà từ xưa tới nay họ len lỏi cả trên trời dưới đất và là những nhân vật rất hồ đồ. Lúc đánh bạc, vì tiểu bảo làm cái luôn luôn giờ thói tệ nhũng. Ván nào gã cũng móc được trí tôn bảo, không thì một đôi thiên. 12 người thua bạc thét len be be, kim ngân tài bảo hết sạch sành xanh. Sau cùng trụ vương đưa đắc kỳ ra đặt cuộc, minh chính đức đặt cuộc bằng lý phụng cơ, sở bá vương bằng ngựa ô truy, trương phi bằng thanh bát xà mâu cũng bị thua hết. Đến lúc lý đạt đặt cửa bằng hai cây búa cũng bị thua, nhưng hắn là người xấu chơi. Bộ mặt đen xì ửng đỏ lên lớn tiếng quát quân chó đẻ. Người ta thu nhặt những cái gì tốt đẹp, người được vợ con người ta cũng chẳng hề chi, nhưng cả cái cần câu cơm của lão gia ngươi cũng lấy mất thì chẳng còn chút nghĩa khí nào nữa. Hắn nắm lấy ngực vi tiểu bảo dơ lên rồi vung quyền đấm vào đánh binh một tiếng, khiến cho gã chấn động màng tai, chỉ nghe những tiếng vo vo. Vi tiểu bảo thét lên một tiếng, hai tay gã nhấc bồng cần câu bạt lên theo, dây câu rớt vào sau cổ gã, gã rượt mạnh một cái, lưỡi câu móc vào thịt làm cho gã giật bắn người. Chỉ trong chớp mắt những lý đạt, trương phi, hải long vương gì gì không biết đi đâu hết. Vì tiểu bảo tỉnh táo lại thì ra mình vừa ngủ mơ. Lại nghe những tiếng đùng đùng vang lên, thanh âm này phát ra ở trên mặt biển. Vì tiểu bảo ngẩng đầu nhìn ra tận đằng xa thấy trên mặt biển có đến mười mấy thuyền lớn, đơn buồm thuận gió đang chạy tới đảo thông cật. Gã thấy tình thế bất lợi toan vứt cần câu bỏ chạy nhưng lưỡi câu đã móc vào sau gáy gã. Gã đau nhói lên, trong lúc nhất thời không gỡ ra được liền co giò chạy ngay, kéo lê thê cái cần câu ở phía sau. Gã nghĩ bụng đây chắc là tên tiểu tử trịnh khắc sàng dẫn quân ra trả nợ ta. Gã trả nợ là hay lắm, nhưng thiếu nợ mà lúc tới nơi lại nổ súng, khi thế hung hãn thì chắc không phải là điểm tốt. Gã chưa chạy về đến cửa thì tham tướng họ bành đã hốt hoảng chạy ra, miệng lắp bắp vi. Vì tước ra, nguy to rồi, những binh thuyền của Đài Loan, đánh tới nơi. Vì tiểu bảo hỏi, sao ngươi biết đó là binh thuyền của Đài Loan? Bành tham tướng vừa thở vừa đáp, tị chức, vừa rồi đã dùng thiên lý kính để nhìn ra. Thấy đằng lái thuyền, không, không phải, đầu thuyền vẽ một vừng thái dương và một vành nguyệt. Đó là, huy hiệu của trịnh, trịnh tặc, một con thuyền chứa 500 binh tướng, hai thuyền chứa 2.000, ba thuyền đến 7, 8.000. Vì tiểu bảo đón lấy ống thiên ly kính trong tay hắn dướn lên nhìn. Gã đếm được 13 con thuyền thật lớn, lại dòm kỹ đầu thuyền thì quả nhiên lờ mờ thấy vẽ hình mặt trời và mặt trăng để làm huy hiệu. Gã liền quát người mau đem quân bố trí cuộc phòng thủ, canh giữ ở bờ biển. Hễ thấy địch nhân ngồi mùng nhỏ lên bờ là ra lệnh cho bọn cung thủ phát xa. Bảnh tham tướng vâng dạ luôn miệng rồi chạy như bay. Lúc này bọn tô thuyền đã được tin vội chạy ra bỗng nghe những thuyền mới đến phát xạ, đoàng đoàng. Công chúa hỏi A Kha, A Kha muội tử, khi muội tử về Đài Loan có đem theo hổ đầu đi không? A Kha dậm chân tức giận hỏi lại, lúc này mà tì tì, còn nói dẫn được ư? Vì tiểu bảo tức giận hơn cất tiếng thoá mạ, để nàng công chúa thối tha đem cả song song đi Đài Loan. Song Nhi bỗng la lên, ô hay, đạn rớt xuống biển sao không xô đầy thành những cây nước. Lại nghe hai tiếng, đoàng đoàng, vang lên, miệng súng khói đen mờ mịt, nhưng súng không bắn lên đảo mà đạn cũng không rớt xuống nước. Vì tiểu bảo ngơ ngác một chút rồi nổi chàng cười ha hà nói, đây là pháo mừng chứ không phải để làm khó dễ chúng ta. Công chúa nói, chúng ta hãy dùng cách tiên lễ hậu binh, để đối phó với họ, vì tiểu bảo tức giận hỏi, còn con nha đầu song song thì sao? Đem nó lại đây cho lão gia đết vào đít nó. Công chúa hỏi, chẳng có chuyện gì sao lại muốn đánh con gái? Vì tiểu bảo đã ai bảo má má nó làm cho người ta chán ngấy. Đoàn thuyền mỗi lúc một gần, Dương Thiên Lý Kính lên nhìn đã thấy rõ Hoàng Long Kỳ của nhà Đại Thanh, chứ không phải Nhật Nguyệt Kỳ của Đài Loan. Vì tiểu bảo vừa kinh ngạc vừa vui mừng, đưa Thiên Lý Kính cho Tô Thuyên nói, tỷ tỷ, tỷ tỷ hãy coi đi, thế có kỳ không? Tô Thuyên dò một lúc rồi mỉm cười đáp, đây là thủy quân của nhà Đại Thanh, chứ không phải quân Đài Loan. Vì tiểu bảo lại đón lấy ống kính nhìn ra, vừa cười vừa nói, phải rồi, đúng là thủy binh của nhà đại thanh. Trời ơi, làm gì thế này, còn mẹ nó đau quá. Gã quay đầu lại thấy A Kha bồng vi hổ đầu, đứa nhỏ nắm lấy dây câu hết sức kéo, lưỡi câu còn móc vào da cổ vi tiểu bảo, bấy giờ có người kéo làm cho gã đau đớn. A Kha nhìn cười tháo lưỡi câu ra nói, xin lỗi tiểu bảo, đừng bực mình nhé, vi tiểu bảo cười đáp, thằng nhỏ này khôn quá, bé thế mà đã có thủ đoạn của Khương Thái Công. Công chúa hắng giọng một tiếng nói, thật là đồ quỷ, bỗng thấy bảnh tham tướng chạy đến la lên, vi tức ra. Trên thuyền trương cờ hiệu nhà đại thanh, ti chức e vụ này có điều giả trá, vì tiểu bảo đã đúng thế, chỉ cho một mùng nhỏ đem người lên đảo để hỏi rõ rồi sẽ tính. Bảnh tham tướng lĩnh mệnh rồi đi ngay, công chúa nói nhất định tên tiểu tử trịnh khắc sàng xào quyệt nêu cờ hiệu nhà đại thanh, đoàn thuyền này đúng ở Đài Loan đến đây vì tiểu bảo đác càng tốt càng tốt công chúa dạo này dung nhan công chúa xinh đẹp quá công chúa sửng sốt nhưng được trượng phu khen mình đẹp cũng khoan khoái mỉm cười hỏi bao giờ cũng vậy đẹp gì mà đẹp vì tiểu bảo đác nàng mặt trắng môi hồng lông mày cong vút chẳng khác hàng nga dáng thế trịnh khắc sảng ngó thấy tất phải điên đảo thần hồn công chúa hừ một tiếng quay đầu chạy di chẳng bao lâu thuyền đã tới gần hạ neo đình lại mười mấy tên thủy binh chèo hai cái mùng nhỏ vào bờ. Bành tham tướng chỉ huy quân sĩ Dương Cung lắp tên nhằm vào con mùng nhỏ. Khi mùng áp mạn, một người bắc loa hô thánh chỉ tới nơi, quan thủy sư đề đốc là thi đại nhân đưa chỉ dụ đến cho vi tước ra. Hồi 224, mắng thi lang là đứa hán gian. Vì tiểu bảo cả mừng lên tiếng chửi đồng còn mẹ nó, thẳng cha thi lang làm gì mà kỳ vậy? Hắn ngồi chiến thuyền của Đài Loan tới đây truyền chỉ là nghĩa làm sao? Tô Thuyền đáp chắc thi tướng quân gặp bọn thủy quân của Đài Loan. Hai bên khởi cuộc thủy chiến rồi y thắng trận và tịch thu chiến thuyền. Vì tiểu bảo nói, đúng thế rồi, thuyền tỷ tỷ liệu sự như thần. Công chúa ra chiều không phục lên tiếng, ta đoán chắc là thi lang đã đầu hàng Đài Loan. Trịnh khắc sảng phái hắn đến giả truyền thánh chỉ. Vì tiểu bảo nghe nàng nói vậy trong lòng hoan hỉ nên không thoá mạ nữa. Thỏ tay béo đít nàng một cái rồi lật đật chạy ra bãi biển tiếp chi quả nhiên thi lang ngồi trong mùng nhỏ tiến vào bờ hắn lên bãi cát lớn tiếng tuyên đọc thánh chỉ nguyên vua khang hy phái thi lang tấn công đài loan bành hồ thủy quân đài loan bị đại bại thi lang thừa thế xông lên đảo diên bình quận vương nhà đại minh là trịnh khắc sảng chưa đánh đã đầu hàng từ đây đảo đài loan thuộc vào bản đồ nhà đại thanh vua khang hy luận công ban thường nhà vua nghĩ tới thi lang ngày trước ngồi rỗi ở bắc kinh không được trọng dụng nhờ vi tiểu bảo tiến cử, hắn mới lập nên công lớn. Ngài liền đặt cách thăng cho vi tiểu bảo lên nhị đẳng thông cật hầu, ban cho một cặp nhãn hoa linh, ra hàm thái tử thái bảo, người con tập ấm cũng được thăng nhất đẳng khinh xa đô úy. Vi tiểu bảo tạ ơn rồi, trong lòng thờ thẫn như người mất của. Gã không ngờ đảo Đài Loan lại bị thi lang dẹp xong ngay. Sự thực giữa vi tiểu bảo và trịnh khắc sảng trước nay tính tình không hợp, lại thù nghịch nhau nữa sư phụ của gã là Trần Cận Nam bị trịnh khắc sàng sát hại, nên gã giận hắn thấu xương, nhưng đảo Đài Loan dẹp xong là thiên hạ của nhà đại minh không còn một tấc đất. Gã nghĩ tới điểm này cảm thấy bâng khuâng trong giả, từ thuở nhỏ vi tiểu bảo chưa từng đọc sách, gã chẳng quan tâm gì đến chuyện phân chia kẻ mãn người Hán, cùng mối cửu hận về quốc tộc, nhưng gã ở trong thiên địa hội lâu ngày, thường được nghe anh em nhắc tới nhiều lần và dĩ nhiên gã nhận thấy người Mãn Châu chiếm mất Giang Sơn của người Hán là việc đáng buồn. Vì vậy gã nghe nói Thi Lang bắt trịnh khắc sảng đưa về Bắc Kinh, chẳng lấy chuyện đó làm mừng. Gã lại nghĩ tới sư phụ suốt đời tận tâm kiệt lực chỉ mong khôi phục thiên hạ. Dù chẳng thành công trong công cuộc lớn lao này thì cũng cần bảo vệ Đài Loan một cách vĩnh viễn, gọi là còn một mảnh đất ở hải ngoại của nhà Đại Minh. Ngờ đâu sư phụ gã bị hại chưa lâu đảo Đài Loan lại mất nốt. Dù trịnh khắc sảng có là kẻ phản nghịch, nhưng sư phụ gã ở dưới âm cung mà biết việc này, tất lão nhân ra phải khóc hết nước mắt. Bữa trước sư phụ gã bị hại cũng vì nguyên nhân ông đã cùng thi lang chiến đấu đến sức cùng lực kiệt, nên mới bị trịnh khắc sảng ám toán, đâm vào sau lưng một cách dễ dàng. Vì tiểu bảo thấy bộ mặt thi lang nhơn nhơn đắc ý, trong lòng rất căm tức, gã hỏi thì đại nhân lập được đại công này, chắc là tham quan lớn lắm rồi thi lang mỉm cười đáp nhờ ơn điền của hoàng thượng ti chức được gia phong tam đẳng tĩnh hải hầu vì tiểu bảo nói công hỉ công hỉ gã nghĩ bụng ta trước đã là nhất đẳng thông cật bá nếu thăng một cấp là lên tam đẳng thông cật hầu nhưng tiểu hoàng đế lại thăng lên hai cấp là có ý để ta ở ngôi cao hơn tên tiểu tử thi lang này nếu cả hai người cùng tam đẳng hầu chẳng hóa ra cá mè một lứa thi lang thỉnh an rồi cung kính nói hoàng thượng triệu ti chức vào bệ kiến ngài vỗ về bằng lời lẽ ôn nhu, lại khích lệ một hồi sau cùng ngài hỏi, thi lang. Chuyến này ngươi ra quân lập nên công trạng, có biết ai đã bồi tài cho ngươi không? Trước ngươi ở Bắc Kinh, chẳng ma nào nhìn đến, ai đã tiến cư ngươi? Ti chức liền tâu, tâu hoàng thượng, đó là vì tước gia đã hết lòng đề bạt bảo tấu lên thánh thượng, mới được tắm gội hoàng ân. Hoàng thượng lại phán, ngươi cũng là kẻ không quên nguồn gốc, có thế mới phải vậy ngươi lập tức ra thông cật đảo để tuyên chỉ cho vi tiểu bảo. trẫm ra quan tấn tước cho gã để khen ngợi gã biết được người hay mà tiến cử đặng lập công danh cho triều đình. Thì lang nói tiếp, ti chức nghe phán liền lập tức đăng trình, vì tiểu bảo thở dài bụng bảo dạ ta đề bạt người nào cũng lập nên công trạng hết, còn chính ta thì lại bị giam cầm trên hòn đảo hoang này, không được rời xa nửa bước. Tiểu hoàng đế không ngớt ra phong quan tước cho ta, mà thực ra ta có được phong đến thông cật vương cũng chẳng lấy chi làm hoan hỉ ngoài miệng gã nói thì đại nhân đại nhân ngồi chiến thuyền của đài loan tới đây khiến ta giật bắn người lên tưởng là thủy quân của đài loan kéo tới tấn công ai ngờ lại là đại nhân đến đây diễu võ dương oai thì lang vội tạ tội rồi giải thích không dám không dám ti chức phụng tuân thánh chỉ trong lòng nóng nảy muốn được gặp đại nhân ti chức cảm thấy chiến thuyền của đài loan chế tạo rất hay và vượt biển lại mau lẹ nên ngồi thuyền đài loan để đi cho chóng đến nơi vì tiểu bảo nói té ra chiến thuyền của đài loan vượt biển mau lẹ đầu thuyền còn huy hiệu mặt trăng mặt trời vẽ bằng sơn ban đầu ta phỏng đoán thì đại nhân đã xưng vương ở đài loan nên trong lòng không khỏi rất đỗi lo âu thì làng giật mình kinh hãi vội đáp ty chức quả là hồ đồ lời chỉ điểm của đại nhân phải lắm trong lúc hành động vội vàng ti chức quên cả cạo bỏ huy hiệu trên chiến thuyền của đài loan sự thực không phải hắn sơ xuất trong vụ này hắn dẹp xong đài loan rồi trong lòng đắc ý vô cùng hắn ngồi trên chiến thuyền đã cướp được của đài loan rồi đi ngược lên thiên tân đoạn lại quay xuống phía nam ra đảo thông cật cố ý để nguyên huy hiệu ở đầu thuyền cho những người ngó thấy phải chỉ trỏ bàn tán về lai lịch chiến thuyền này khiến chiến công của hắn thêm phần rực rỡ không ngờ vi tiểu bảo lại nói gã đem lòng ngờ vực thi lang muốn tự lập làm đài loan vương đây là một điều vi phạm rất trọng đại thì lang bất giác sau lưng toát mồ hôi lạnh ngắt. Hắn nghĩ thầm, tiểu hoàng đế cực kỳ sùng ái gã thiếu niên này, mình phải huyết chiến cự nhọc mới bình xong Đài Loan, còn gã ngồi nhàn hạ trên hải đảo mà công lao lại lớn hơn mình. Gã được phong nhị đẳng hầu, mà mình mới là tam đẳng hầu. Nếu gã triều kiến hoàng thượng đưa hơi một vài câu là đại họa đổ xuống đầu mình, trong lòng hoảng sợ, thi lang mất hết vẻ ngạo nghễ, không dám mông nghênh như lúc vừa tới nơi nữa hắn vội truyền lệnh cho bọn thuộc quan nhất nhất phải lên đảo bái kiến nghị đằng hầu vi tước gia trong bọn thuộc quan này có hai người vi tiểu bảo đã quen biết vì chúng vẫn tùy tùng trần cận nam và gã đã gặp họ ở liễu châu một người là lâm hưng châu một người là hồng triều phó thủ của lâm hưng châu vì tiểu bảo vừa thấy chúng trong lòng sửng sốt tự hỏi bọn này là tướng lãnh ở đài loan sao nay lại làm thủ hạ của thi lang Lâm Hưng Châu và Hồng Triều lên bờ nhìn thấy Vi Tiểu Bảo cũng xiết đổi kinh nghi. Bụng bảo giả, gã là tiểu đồ đệ của Trần Quân Sư, sao lại làm quan lớn với triều đình mãn thanh? Cả thi đề đốc cũng đối với gã bằng một thái độ cực kỳ kính cẩn. Vì tiểu bảo nghe hai người tự báo chức hàm thì một tên là Thủy Sư Đô Ti, một tên là Thủy Sư Thủ Bị. Thi lang liền giới thiệu, Lâm Đô Ti và Hồng Thủ Bị Nguyên là những nhân vật trong quân tướng Đài Loan, nay theo trịnh khắc sảng tước gia và lưu quốc hiên đại nhân quy thuận triều đình. Hai vị này am hiểu mọi việc ngoài hải đảo, nên ti chức đem họ đi theo để họ trông nom công việc về thuyền bè của Đài Loan. Vì tiểu bảo, ủa, một tiếng rồi nói, té ra là thuế, Lâm Hưng Châu và Hồng Triều đều cúi gầm mặt xuống, ra chiều rất hổ thẹn. Đảo Đài Loan từ ngày trịnh thành công lập thành vương phủ đã mở cửa thông thương với các nước Nhật Bản, Lự Tống, Tiêm La, Việt Nam, trở nên rất thịnh vượng giàu có thi lang bình đài loan lấy được rất nhiều đồ chân bảo dị vật của nước ngoài đưa về dâng triều đình vua khang hy sai gã đem một ít ban cho vi tiểu bảo ngoài ra thi lang còn có phần lễ vật riêng của hắn đưa kính tặng vi tước ra tối hôm ấy vi tiểu bảo đặt tiệc khoản đãi gã mời thi lang ngồi vào thủ tịch ngoài ra còn bốn võ quan cao cấp gã lại mời cả Lâm Hưng Châu và Hồng Triều cùng đến bồi tiệc để hai vị này thuật chuyện về tình hình Đài Loan cho gã nghe. Rượu đã ba tuần, vi tiểu bảo hỏi, Lâm Đô Ti. Diên Bình quận vương ở Đài Loan là trịnh kinh vương Gia sao lại biển đổi tên tiểu tử trịnh khắc sảng vào. Nghe nói hắn là con thứ hai của trịnh vương gia thì không đến lượt hắn làm vương gia mới phải chứ. Lâm Hưng Châu đáp, dạ, xin phúc trình tức ra rõ, trịnh vương gia đã qua đời vào ngày 28 tháng riêng năm nay ngài di mệnh cho đại công tử trịnh khắc tang lên kế vị đại công tử là người anh minh cương nghị hết thảy quân dân ở đài loan đều đem lòng kính phục nhưng thái phu nhân đồng quốc thái không ưa đại công tử liền phái phủng tích phạm hành thích giết y lập nhị công tử là trịnh khắc sảng lên thay hắn dừng lại một chút rồi tiếp trần phu nhân vợ đại công tử vô cùng uất ức vào ra mắt đông quốc thái chất vấn đại công tử phạm tội gì mà phải thác quan nhưng Đông Quốc Thái nổi giận đùng đùng sai ngươi đánh đuổi phu nhân ra. Trần phu nhân ôm lấy thi thể đại công tử khóc lóc thê thảm một hồi rồi cũng treo cổ tự ải. Vụ này khiến cho nhân dân trên đảo Đài Loan từ trên xuống dưới đều ôm mối bất bình. Vì tiểu bảo đập bàn quát mắng, còn mẹ nó, tên tiểu tử trịnh khắc sảng đã ngu tối hồ đồ, lại lòng giả tiểu nhân thì làm vương gia con chó cũng không xong, cai trị nhân dân Đài Loan thế nào được lâm hưng châu đáp nhị công tử lên kế vị rồi phong phùng tích phạm làm trung thành bá bao nhiêu chính sự ở đài loan đều vào tay lão nhưng lão xử sự, sự bất công việc gì cũng có tư tâm ai lớn mật đưa ra mấy lời công đạo liền bị lão giết chết vì vậy mà văn võ bách quan trong lòng căm hận nhưng miệng không dám nói ra ai cũng thì thầm bảo nhau quốc tích gia phải gian lao cực nhọc tốn bao nhiêu tâm lực mới gây dựng được sự nghiệp như ngày nay e rằng cơ đồ này sẽ bị tan vỡ vì bàn tay của ba người là Đồng Quốc Thái, Nhị Công Tử và Phùng Tích Phạm. Hắn dừng lại một chú rồi kể tiếp, trong vòng nửa năm, số người trốn đi ngoại quốc và trở về lục địa rất nhiều, Đồng Quốc Thái trong lòng nóng nảy nhưng chẳng có biện pháp nào cứu vãn. Đại Công Tử và Trần Phu Nhân Thác oan lại thường thường hiền linh hồn báo oán. Đồng Quốc Thái bị quỷ hồn về nhát, sợ quá mà chết vào khoảng tháng tư vì tiểu bảo reo lên hay quá hay quá đồng quốc thái xuống âm cung chắc quốc tính gia cũng không chịu buông tha mù lâm hưng châu nói tiếp đúng thế đó vụ đồng quốc thái bị oan hồn đòi mạng sợ quá phải bỏ mạng đồn đại ra ngoài toàn thể đảo đài loan từ bắc chí nam ai cũng hả giả. nhân dân đốt pháo trong ba ngày liền ngoài miệng nói là để trừ ma đuổi quỷ mà thực ra là ăn mừng cái chết của mụ bất nhân vì tiểu bảo nổi chàng cười ha hà nói, thú thiệt, thú thiệt, thì lang xen vào, việc ma quỷ hiện hồn chưa chắc đã là chuyện thật, có điều đồng quốc thái đã hạ sát cháu đích tôn, lại bức tử cháu dâu, tất trong lòng khắc khoải không yên. Huống chi bà lại tuổi già, có tật giật mình, thần hồn nát thần tính, suốt ngày thâu đêm lúc nào cũng nghĩ đến oan hồn hiện lên báo oán, mà tưởng tưởng ra như vậy. Vì tiểu bảo vẻ mặt nghiêm nghị ngắt lời, ác quỷ là chuyện có thật, nhất là những người bị chết oan sau khi chết thành quỷ rồi, nhất định hiện lên đòi mạng. Gã nhìn thẳng vào mặt thi lang nói tiếp thi đại nhân, chuyến này đại nhân đi bình trị Đài Loan giết rất nhiều người. Theo nhận xét của huynh đệ thì trong những chiến thuyền của Đài Loan kia chẳng thiếu gì ác quỷ ẩn hiện, đại nhân nên cẩn thận là hơn. Thi lang hơi biến sắc cười đáp, chúng ta là võ tướng ra trận chiến đấu, chẳng tài nào tránh khỏi chuyện giết người nếu những tướng sĩ bị chết trận biến thành quỷ rồi hiện lên đòi mạng thì những kẻ làm tướng chẳng một ai được chết yên lành vì tiểu bảo lắc đầu nói thì đại nhân nói thế là sai trường hợp lâm trận chiến đấu mỗi người một khác chứ không phải ai cũng như ai đại nhân nguyên là một viên đại tướng của quốc tính gia ở đài loan nay lại quay về đánh giết binh tướng ở đài loan thì những oan hồn bị giết nhất định bất phục trường hợp này không thể kể như những vị tướng quân khác lâm trận giết địch Thi lang lẳng lặng không nói gì, trong lòng rất tức giận. Hắn là người ở Tấn Giang tỉnh Phúc Kiến, bộ thuộc của Trịnh Vương ở Đài Loan 10 phần có đến 89 là người Phúc Kiến, nhất là số người phía nam tỉnh này lại càng đông. Sau khi thi lang bình xong Đài Loan từng nghe người ta chửi bóng gió hắn là Hán Gian, Mãn Gian. Lại có người viết văn làm thơ nhưng giấu tên để thoá mạ hắn. Trong lòng hắn đã ngấm ngầm xấu hổ nhưng người ra mặt công nhiên bài xích hắn thì chỉ có vi tiểu bảo là một. Hắn không làm gì được gã liền chút giận lên đầu lâm hưng châu. Hắn trợn mắt nhìn y, tự nhủ sau khi rời khỏi đảo này, người sẽ biết tay ta. Vì tiểu bảo thở dài nói, thì đại nhân, đại nhân thật là hên vận. Nếu gia sư chưa bị hại thì lão nhân gia ở Đài Loan bảo vệ trịnh khắc tang, đồng quốc thái và bọn trịnh khắc sàng chẳng thể cướp ngôi được gia sư thống lãnh quân dân cố thủ đài loan trên dưới một lòng thì chưa chắc đại nhân đã thành công được. thi lang trầm mặc nghĩ thầm tài năng của ta thật còn thua trần cận nam xa lắm. lão mà không chết thì dĩ nhiên cục diệt ở đài loan khác hẳn hôm nay. hồng triều đột nhiên xen vào vì tước gia dậy rất phải. Bình tướng cùng trăm họ ở đài loan đều nói thế cả. ai cũng oán hận trịnh khắc sàng sát hại tôi lương đống khác nào tự hủy bức trường thành y quả là đứa cháu bất hiếu của quốc tính gia. Thì làng tức giận hỏi, hồng thủ bị, người đã đầu hàng nhà đại thanh mà còn dám thốt ra những điều đại nghịch vô đạo như vậy ư? Hồng Triều vội đứng dậy đáp, ti trước biết mình hồ đồ, xin đại nhân lượng thứ. Vì tiểu bảo nói, hồng đại ca, đại ca nói chuyện thành thực thì dù đức hoàng thượng có nghe thấy cũng không làm tội. Đại ca cứ ngồi xuống uống rượu hồng chiều dạ một tiếng, gión rén ngồi xuống. Y nâng chung rượu lên hai tay run bần bật, rượu rớt ra ngoài đến nửa chung. Vì tiểu bảo lại hỏi, gia sư bị tên tiểu dừ trịnh khắc sàng ra hại, nhân dân ở Đài Loan đều biết hết cả rồi chứ. Hồng Triều vẫn run rẩy đáp, dạ, trịnh khắc sàng sau khi về tới Đài Loan, hắn nói Trần Quân Sư bị, bị. Y đưa mắt nhìn thi lang rồi không dám nói tiếp nữa. Vì tiểu bảo dục đại ca nói nốt đi, chỉ cần đại ca nói thật là không ai phiền trách cả. Hồng Triều đáp dạ dạ, Trịnh Khắc Sảng và Phùng Tích Phạm đem mấy tên vệ sĩ xuống ngồi trong mùng nhỏ trôi nổi lênh bênh ngoài biển cả, may mới gặp một chiếc thuyền đánh cá cứu được đưa về Đài Loan. Trịnh Khắc Sảng nói với mọi người là Trần Quân Sư bị thi tướng quân giết chết. Trịnh Vương Gia nghe được tin này khóc lóc thảm thiết mấy ngày trời. Nguyên lão nhân gia mắc bệnh từ trước lại gặp mối thương tâm quá độ. Chẳng bao lâu lão nhân gia về châu trời y dừng lại một chút rồi tiếp sau tên tiểu tử trịnh khắc sảng lên ngôi mới nói với mọi người là chính tay hắn đã hạ sát Trần Quân Sư. Số đông bộ hạ Trần Quân Sư không phục, vào chất vấn hắn Trần Quân Sư phạm tội gì mà hắn hạ sát thì những người này đều bị phùng tích phạm phái thủ hạ bắt lấy giết đi. Vì tiểu bảo giàn mạnh trung rượu xuống bàn quát mắng, tổ bà nó, đột nhiên gã nổi lên chàng cười ha hà nói, hàng ngày chúng ta thường dùng câu, tổ bà nó, để thỏa mãn nhưng bà lão này bị thoá mạ thật oan uổng, chỉ có bà trịnh khắc Sảng mới đáng thoá mạ thôi. Thì là nghe vi tiểu bào thoá mạ đồng quốc thái rất lấy làm thích thú. Sở dĩ hắn đắc tội với trịnh thành công đến nỗi toàn gia phải chết chém cũng đều do đồng quốc thái mà ra. Hắn liền lên tiếng vì tước ra nghị luận như vậy là rất đúng, quốc tính ra anh hùng hào kiệt, hay giỏi về đủ mọi phương diện, chỉ lầm một điểm lấy phải bà vợ đành ác. Vì tiểu bảo lắc đầu đáp người ta bất cứ ai thoá mà mẹ con bà trịnh khắc sảng đều được, nhưng khắp thiên hạ chỉ một mình thi tướng quân là không nên thế. Những công danh phú quý của thi tướng quân đều do mụ ác phụ đó mà nên. Tuy phụ mẫu, thê nhi của tướng quân bị giết về tay mụ, nhưng đánh đổi lấy chức đề đốc, hàm tam đẳng tĩnh hải thì món hàng này được giá lắm. Thi lang mặt đỏ bừng lên, trong lòng phẫn nộ, mắng thầm, ta muốn lôi ông tổ 18 đời nhà ngươi ra mà thoá mạ hắn nâng chung rượu lên uống một hớp để dáng đè lửa giận xuống. Nhưng hơi tức trào ngược lên, rượu uống vào tới cổ họng liền nổi con ho kịch liệt. Một tên thủy quân phó tướng họ lộ cũng ngồi trên bàn tiệc thấy thi lang mặt đầy vẻ phẫn nộ. Hắn chỉ sợ giữa thi lang và vi tiểu bảo xảy ra cuộc gây gổ khó lòng vãn hồi được. Liền lên tiếng xen vào, vi tước ra, chuyến này thi tướng quân gia Bình Đài Loan thật đã dày công hãn mã. Ngày 4 tháng 6 Thi tướng quân Vân Thánh chỉ thống lãnh hơn 600 chiến thuyền, đem theo ngoài 6 vạn binh sĩ. Chiến thuyền vừa ra khơi liền bị gió thổi ngược chiều, phải đi 10 ngày mới tới Bành Hồ. Ngày 16, thi tướng quân khởi cuộc đại chiến với lưu Quốc Hiên thống lãnh quân đội Đài Loan. Thật là một trận trời sâu, đất thảm, nhật nguyệt lu mờ. Vì tiểu bảo thấy Lâm Hưng Châu và Hồng triều vẫn cúi đầu, vẻ mặt hầm hầm ra chiều tức giận. Gã chắc hai người này cũng tham dự vào trận đánh Bành Hồ và đã bị thất bại với Thi Lang, nên không muốn nghe lộ phó tướng kể những thành tích đắc ý của y, gã liền hỏi: "Thi tướng quân, ngày trước Quốc Tính Gia đánh lấy Đài Loan chắc cũng bắt đầu bằng tấn công Bành Hồ phải không?" Thi Lang đáp: "Đúng thế." Vì Tiểu Bảo lại hỏi, khi đó Thi tướng quân là thuộc hạ của Quốc Tính Gia, chắc cũng biết rõ trận đánh Bành Hồ ngày ấy thế nào. Thi Lang đáp: "Bọn quỷ tóc đỏ người Hà Lan không phái binh đến giữ Bành Hồ." vì tiểu bảo chưa nghe hết chuyện đã quay sang hỏi lâm hưng châu ngày quốc tính gia khóa hải trinh đông nghe nói lâm đại ca dẫn đội quân đằng bài chém chân quỷ không hiểu cách chém ra sao lâm hưng châu bụng bảo giả vụ quân đằng bài chém chân quỷ ta đã kể cho gã nghe rồi bấy giờ gã còn hỏi lại thì dĩ nhiên gã không muốn nghe thi lang nói về thiên xú sử bình đài mà chỉ muốn ta thuật lại những sự tích anh hùng của quốc tính gia cùng trần quân sư Vụ này ta không nên nói nhiều về những việc liên quan đến ta vì trong lòng thi lang ôm mối bất bình, nhất định hắn sẽ tìm cách hại ta. Vậy ta cứ tâng bốc hắn lên là hơn. Y tính vậy liền đáp quốc tính ra triệu tập chưa tướng thương nghị có nên khóa hải thi dông hay không? Số đông tướng lãnh đều nói đảo Đài Loan hiểm chờ tấn công rất khó khăn, ngoài biển lại sóng to gió cả, thêm vào bọn quỷ tóc đỏ có súng ống cực kỳ lợi hại. Vụ này thật muôn vàn nguy hiểm nhưng Trần Quân Sư và Thi Lang tướng quân cực lực tán thành. Sau quả nhiên lập nên công lớn, Thi Lang nghe y nói vậy bất giác mặt tươi lên. Lâm Hưng Châu kể tiếp năm Vĩnh Lịch, thứ 15, tháng 2, Thi Lang ngắt lời Lâm Đô Ti, không nên nhắc đến niên hiệu nhà tiền minh, hồi ấy vào năm thuận trị thứ 18 nhà đại thanh. Lâm Hưng Châu đáp giả giả, rồi y kể tiếp tháng 2 năm ấy, đại bản doanh của quốc tính gia rời đến đóng ở thành Kim Môn. Ngày 1 tháng 3 toàn quân lập lời thề sư, tế cáo hải thần. Ngày 10, Quốc Tính Gia và Trần Quân Sư thống lãnh đạo thân binh gồm Hữu Võ vệ, Tả Hữu hộ vệ, Kiêu Kỵ trấn, Tả Tiên Phong, Trung Sung hậu vệ trấn, Tuyên Nghị hậu vệ trấn, Viện Tiểu hậu trấn cùng thuyền bè các lộ, tập trung cả ở Liệu La để chờ thời cơ thuận tiện, ngày ấy lòng quân rất hoang mang, đại đa số sợ việc ra khơi. Quốc Tính Gia Trần Quân Sư và Thi Tướng Quân phải chia nhau đến các doanh trấn để cổ võ cùng khích lệ quân tâm. Mãi đến trưa ngày 23, trời mới tạnh nắng, gió lặng sóng êm. Đại quân liền khai thuyền ra khơi và tới Bành Hồ vào chiều ngày 24. Lâm Hưng Châu dừng lại một chút rồi kể tiếp đại quân vừa tới Bành Hồ, trời lại nổi gió to, sóng biển dữ dội. Mấy ngày liền không khai thuyền được, trên các hải đảo ở Bành Hồ chẳng có gì làm lương thực quan quân đành ăn củ khoai, củ sắn để độ nhật. Lòng quân lại một phen sao xuyến, chờ đến ngày 30 và không thể chờ đợi hơn được nữa, quốc tính ra đành hạ lệnh xuất quân, bất chấp sóng to gió cả cũng lên đường đông trinh. Đêm hôm ấy vào khoảng canh một, quốc tính ra cho kéo cờ đại soái trên thuyền lớn giữa trung quân, đoạn nổi ba phát phái hiệu rồi trông trống vàng trời, chiến thuyền dương buồm tiến về phía đông. Hồi 225, đánh người ngoại quốc. Lâm Hưng Châu kể tiếp lúc đó bầu trời mây kéo đen nhịt, sóng biển nhô lên như từng trái đổi đập vào thuyền, mưa to gió lớn khiến cho mọi người đều ướt sũng. Quốc tính ra đứng ở đầu thuyền, tay cầm trường kiếm, miệng lớn tiếng hô, tận trung báo quốc, không sợ sóng gió. Mấy vạn binh tướng đồng thanh hô theo, tận trung báo quốc, không sợ sóng gió. Tiếng hô từ thuyền nọ truyền sang thuyền kia, vang dội một góc trời tưởng chừng muốn lấn át cả tiếng cuồng phong đại lãng vì tiểu bảo nhìn thi lang hỏi mắc lúc ấy chắc thi tướng quân cũng hô lớn như vậy phải không thi lang đáp ty chức ở hạ môn đã xảy ra chuyện xích mích với trịnh vương nên không đi đài loan tế ra là thế đáng tiếc thật là đáng tiếc phó tướng họ lộ xen vào trịnh vương đến bành hồ bất quá chỉ gặp sóng to gió cả còn thi tướng quân đến bành hồ mới đây phải hứng chịu một trận huyết chiến kinh tâm động phách lưu quốc hiên thống lãnh thủy quân ở như tâm loan đảo kê lung bố trí phòng thủ vùng bành hồ dọc bờ biển hai mươi dặm đều đắp thành lũy đất cứ cách một quãng lại đặt một khẩu súng lớn thủy quân của nhà đại thanh vừa tới nơi trên bờ nhất tề nổ súng ầm ầm ngoài ra còn hỏa tiễn phún đồng ống phun chà chà thật là nguy hiểm hết chỗ nói vì tiểu bảo cười ngắt lời lộ phó tướng ta xem chừng trái mật của phó tướng cũng không kém trái mật của ta mấy tí lộ phó tướng đáp không dám Ti trước khi nào bị kịp tước ra được. Vì tiểu bảo hỏi, phó tướng kém cả ta ư. Lộ phó tướng đáp, dĩ nhiên ti chức còn kém xa. Vì tiểu bảo cười nói, nếu vậy thì kỳ thiệt. Trái mật của ta nhỏ như mật chuột, tưởng đã là quá rồi. Không ngờ phó tướng còn vô dụng hơn ta. Ha ha, lạ thiệt, quả là lạ thiệt. Lộ phó tướng đỏ mặt lên không dám nói nữa. Vì tiểu bảo quay sang hỏi lâm hưng châu, quốc tính ra thống lãnh đại quân ra khơi rồi sao nữa lâm hưng châu kể tiếp chiến thuyền ra đi vào lúc sóng to gió cả trong vòng hai trống canh đến canh ba đột nhiên gió lặng sóng êm mây đen tan hết thế gió đổi chiều thành ra thuận lợi các quân sĩ hô vạn tuế vang động ngoài khơi ai cũng cho là có hoàng thiên bảo hữu chuyến đi nhất định thắng trận sáng sớm mồng một chiến thuyền đến cửa mộc nhĩ dùng xào đo nước chỗ này nông quá thuyền không đi được quốc tính ra trong lòng nóng này liền sai bảy hương án đảo các hoàng thiên. Chẳng mấy chốc, đột nhiên nước thủy triều dâng cao, các chiến thuyền nhất tề kéo vào cửa Lộc Nhĩ, trên bờ quân Hồng Mao liền nổ súng lớn oanh kích, bọn quỷ Hồng Mao đã đắp hai tòa thành trì ở đây. Một tòa kêu bằng nhiệt lai giả thành, một tòa kêu bằng phổ la dân giả thành, vì tiểu bảo cười ngắt lời, những tên thành của bọn quỷ Hồng Mao nghe cũng ly kỳ cổ quái. Cái gì mà nhiệt lai già với lãnh lai già? Nam Mô Ba La Mễ đa quân thế âm già, Lâm Hưng Châu mỉm cười kể tiếp lúc ấy quốc tính ra dùng thiên lý kính quan sát thấy bọn quỷ Hồng Mao có hai chiến hạm lớn làm chủ lực, tuần dương hạm hai cái, lại còn thuyền ván và mùng nhỏ mấy trăm con, nhất tể sông ra. Quốc tính ra liền hạ tướng lệnh sai quan chấn đốc tuyên nghị tiền là trần trạch lãnh một đội chiến thuyền đổ bộ lên cửa lộc nhĩ đóng ở Bắc Sán để chẹn đường quân tiếp viện của bọn Hồng Mao. Ngài lại phái hoàng chiêu dẫn đội lính súng 500 tên liên hoàn pháo hai chục cỗ chia làm ba toán bày trận ở phía sau để phòng thủ địch quân tràn xuống phía nam. rồi ngài phái tì chức lãnh năm trăm tay quân đằng bài quanh ra phía sau đánh vào cạch sườn mé tả quân địch. ngài lại phái tiêu công trần lãnh hai chục con thuyền lẹ đi tuần tiễu. hễ thấy hạm đội hồng mau kéo đến tấn công thì lập tức giả vờ đổ bộ đánh thành để khiêu chế bọn chúng. quân địch mà hoang mang là mất trí chiến đấu. các tướng lĩnh mệnh thi hành công tác chia đi các ngà trên thuyền liền nổ súng phản kích bên kia trần quân sư thống lãnh thủy quân bao vây hai chiến hạm chủ lực của hồng mao địch rồi đánh thốc vào tiếng súng nổ và tiếng hò hét vang dội một vùng trên mặt biển ngột ngạt khói đen lửa đỏ cuộc đại chiến kéo dài chừng hơn một giờ bỗng nghe đánh ẩm một tiếng rùng rợn một chiến hạm chủ lực của hồng mao quỷ bị quân ta đánh chìm sau mới biết chiến hạm này mang tên bối khắc đức á và là đoàn thủy quân tinh nhuệ của hồng mao quân còn một chiến hạm nữa mang tên Mã Lợi Á cũng bị trọng thương phải chạy trốn về phía đông rồi không biết đi đâu. Hai chiếc tuần dương hạm của bọn quỷ hồng mau cũng rút lui. Lúc ấy toán binh của Trần Trạch đổ bộ rồi gặp bọn lục quân của bọn hồng mau quỷ. Ai nấy hăng hái xung phong giết hết địch quân không còn mảnh giáp. Cuộc đại chiến này cả trước sau không đầy 2 giờ mà lưỡng lộ thủy lục của hồng mau quỷ đều bị đánh bại. Quân ta đổ bộ phá tan phổ la dân già thành, lời, chú của tác giả. Trịnh thành công từ Bành Hồ tấn công Đài Loan đổ bộ lên khu phụ cận của Đài Nam ngày nay. Hồi ấy nước Hà Lan đặt trọng binh đồn trú khắp giải Đài Nam. Vì tiểu bảo rót chung rượu hai tay cầm đưa cho Lâm Hưng Châu nói, Lâm đại ca, trận đánh hay quá, tiểu đệ kính mừng đại ca một chung này. Lâm Hưng Châu đứng dậy đón lấy chung rượu uống một hơi cạn sạch rồi kể tiếp quân Hồng Triều đổ bộ vùng xích khảm liền được người Trung Quốc nô nước chạy ra hoan nghênh. Số đông mừng rỡ đến chảy nước mắt khóc ròng, họ lớn tiếng hô, "Cứu tinh của bọn ta đã đến." Lão thái gia của quốc tính gia là Trịnh Chi Long Thái sư nguyên trước làm nghề buôn không vốn trên mặt biển. Đài Loan là căn cứ địa của lão nhân gia. Sau lão nhân gia dẫn anh em thủ hạ về Trung Nguyên, đảo Đài Loan liền bị bọn quỷ Hà Lan và quỷ Tây Ban Nha chiếm cứ. Hà Lan quỷ ở miền Nam, Tây Ban Nha quỷ ở mặt Bắc, hai bọn quỷ xảy ra cuộc tranh chấp. Bọn quỷ Tây Ban Nha bị thất bại, toàn đảo Đài Loan liền bị quỷ Hà Lan chiếm hết. Thời bấy giờ người Trung Quốc chúng ta ở trên đảo rất đông bị bọn quỷ Hồng Mau Hà Lan tàn sát cực kỳ thê thảm. Một vị huynh đệ bộ hạ cũ của Trịnh Thái Sư tên gọi Quách Hoài Nhật là một tay đại anh hùng, đại hào hán ở lại trên đảo chứ không bỏ đi. Quách Hoài Nhật thấy người Trung Quốc chúng ta bị quân quỷ Hồng Mao khinh khi quá độ liền ngấn ngầm tập hợp anh em thông chi cho nhân tài các nơi ở Trung Quốc ước định nhất tề khởi sự vào ngày trung thu rằm tháng 8 nổi lên giết hết bọn quỷ hồng mao trên toàn đảo. Ngửa đâu một hán gian tên gọi phổ tử đi mật báo với thái thú hồng mao, vì tiểu bảo nghe nói tới đây tức giận không nhịn được, đạp bàn quát mắng, tổ bà nó. Công việc của người Trung Quốc lại bị bọn hán gian phá hoại rồi. Lâm Hưng Châu kể tiếp đúng thế, khi đó Quách Hoài Nhật đại ca thấy phổ tử trốn đi biết là cơ sự nguy rồi lập tức thống lãnh hơn một vạn sáu ngàn người đánh phổ la dân già thành, phóng hỏa đốt cháy hết những dinh thự của bọn quan lại hồng mao quỷ. Nhưng kế đó bọn hồng mao quỷ điều động đại quân mở cuộc phản công. Súng ống của bọn chúng cực kỳ lợi hại, còn người Trung Quốc chúng ta thì ngoài mấy cây hỏa long thương, toàn dùng đại đao, thiết thương, thuồng quốc, côn gỗ làm võ khí. Cuộc chiến đấu ở Xích Khảm kéo dài 15 ngày quách hoài nhật đại ca không may bị đại pháo của hồng mao quỷ bắn chết. Vì tiểu bảo lại la lên, trời ơi, thế là hỏng bét, lâm hưng châu kể tiếp, đúng thế, quách đại ca chết đi, bọn người Trung Quốc chúng ta lâm vào tình trạng quân vô tướng, hồ vô đầu, thua to phải bỏ thành mà chạy ra ngoài. Đến bên hồ lớn lại huyết chiến 7 ngày 7 đêm, người Trung Quốc bị đánh chết hơn 4 ngàn, đàn bà và trẻ con thà chết không chịu khuất phục bị chúng giết chết 500 người những người bị bọn hồng mau quỷ bắt thì đàn bà con gái phải làm doanh kỹ. Đàn ông chẳng bị ngũ mã phanh thây cũng bị lấy sắt nung vào dí vào cho đến chết. Vì tiểu bảo phẫn nộ vô cùng la lên, bọn quỷ hồng mau này dã man tàn nhẫn như vậy thì so với hồi quân thanh tàn sát Dương Châu còn độc ác hơn nhiều. Thì lang và lộ phó tướng ngơ ngác nhìn nhau, đành gượng cười cho xuôi chuyện. Trung nghĩ thầm, gã thiếu niên này ăn nói lỗ mãng, chẳng biết trọng khinh. Lâm Hưng Châu kể tiếp đó là những việc xảy ra vào hồi tháng 8 năm Vĩnh Lịch thứ sáu. Hồng Triều ngắt lời năm Vĩnh Lịch thứ sáu tức là niên hiệu thuận trị nhà Đại Thanh năm thứ bảy, 8, 9, đúng rồi, vào năm thuận trị cửu niên. Lâm Hưng Châu nói, phải đó, sau cuộc thảm sát kinh người này nhân dân Trung Quốc ở Đài Loan coi bọn quỷ Hồng Mao là những kẻ thù truyền đời. Vì bọn Hồng Mao quỷ tàn sát người Trung Quốc nên người Trung Quốc vừa thấy đại quân của quốc tính gia tới nơi liền coi ngài là Đức Bồ Tát đến cứu mạng. Nam phụ lão ấu trên đảo tới tấp chạy đến kể lể nỗi thống khổ với bọn tài hạ. Tối hôm đó, thái thú của hồng Mao quỷ là quỹ nhất, sau cuộc thất bại liềng xiềng, phẫn nộ hết thầy người Trung Quốc. Chúng bắt người mình bất luận già trẻ gái trai đều giết chết. Số người bị giết lên tới 500. Hôm sau, quốc tính ra phái binh đến đánh phổ la dân già thành. Trần Quân Sư sắp đặt kế hoạch, tập luyện cho quân đằng bài lăn mình dưới đất chém vào chân bọn quỷ tóc đỏ rồi kéo vào thành hạ được. Vì tiểu bảo nói, vụ này công lao của lão huynh thật lớn, Lâm Hưng Châu đã đầy toàn trông vào diệu kế của Trần Quân Sư, còn ti chức chẳng có công lao gì dáng kể. Lâm Hưng Châu lại nói tiếp, tiếp theo quốc tính ra xua quân đánh nhiệt lai già thành là đại bản doanh của thái thú quỷ nhất. Trên thành súng lớn súng trường phát xả cực kỳ lợi hại quân ta bị thương vong rất nhiều mã tín tướng quân và lưu quốc hiên tướng quân hết sức đánh vào nhất côn thân quốc tính ra thấy anh em chết trận quá nhiều liền cho quân khởi cuộc đắp tường đất bao vây chung quanh nhiệt lai giả thành trên tường đặt súng lớn bắn vào trong thành chẳng bao lâu đệ nhị lộ thủy quân bên ta nào tả sung tiền sung nào chí võ anh binh du binh điện binh các trấn cưỡi thuyền đến đài loan thành thế cực kỳ hùng dũng quốc tính ra một mặt cho quân khẩn điền cấy lúa, một mặt bay vây thành trì. Sau năm tháng bao vây, đột nhiên viện binh của hồng mao quỷ từ ba đạt duy á kéo đến. Bọn hồng mao quỷ trong thành đánh ra, ngoài đánh vào, mở cuộc đại chiến cả hai đường thủy lục. Quân ta hăng hái giết giặc, nước biển cũng nhuộm máu đỏ hồng. Vì tiểu bảo vỗ bàn nức nở ca ngợi thật là lợi hại, thật là lợi hại gã lại nhìn thi lang nói đáng tiếc là thi tướng quân có chuyện xích mích với quốc tính gia quá sớm không thì cũng được dự vào những trận đại chiến này mà giết con mẹ nó mấy trăm tên hồng mao quỷ cho đáng mặt anh hùng hảo hán thi lang lẳng lặng không nói gì vì tiểu bảo lại hỏi hồng triều hồng đại ca khi đó đại ca đánh ở mặt trận nào hồng triều đáp ti trước lúc ấy ở dưới trướng lưu quốc hiên tướng quân cùng trần trạch tướng quân thống lãnh thủy binh vây đánh quân tiếp viện hồng mao Cuộc đại chiến diễn ra trên một dải bắc sán vĩ, chiến hạm của hồng mao quỷ rất lớn, mà súng cực kỳ lợi hại. Hỏa lực của bên chúng ta bắn vào chiến hạm đều bị vỏ tàu bằng gang thép hất ra, không sao làm tổn thương được. Hắn dừng lại một chút rồi tiếp, sau lâm tiến thân tướng quân ở tuyên nghị tiền trấn thấy mình không chống nổi liền đốc xuất 200 quân cảm tử. Mình đeo hòa dược liều chết nhảy lên chiến hạm của hồng mao quỷ, đốt chất nổ phá hoại những súng lớn trên chiến hạm bọn quỷ hồng mao thấy quân ta dũng cảm không sợ chết, tấn công một cách táo tợn như vậy, chúng liền rối loạn cả lên. Kết quả đưa đến bên ta giết chết được một tên hạm trưởng hồng mao quỷ, tịch thu hai chiến hạm chủ lực. Thế là thủy quân hồng mao quỷ bị tan vỡ, không thành đội ngũ gì nữa. Hồng Triều hít một hơi chân khí, nói tiếp trên bộ trần quân sư dẫn binh mở cuộc đại chiến cũng được toàn thắng. Sau trên mình quân sư bị trúng bảy viên đạn trì của bọn hồng mao, phải mổ lấy ra. Vì tiểu bảo thở dài nói, hư, gia sư lâm trận dũng cảm như vậy không bị chết vì súng đạn của hồng mau quỷ, mà lại uổng mạng dưới lưỡi kiếm của con bà nó tên tiểu tử trịnh khắc sàng mới thật đáng giận. Gã quay lại hỏi thi lang, thi tướng quân, đã là nam tử Hán, là đại trượng phu, cần đánh giết bọn quỷ ngoại quốc để giữ vững Giang Sơn mới đáng mặt anh hùng. Còn mình lại giết người mình thì dù giết đến bao nhiêu cũng chẳng đáng kể là hảo Hán. Có đúng thế không? thì lang hàng dạng một tiếng không trả lời. Lâm Hưng Châu kể tiếp bọn hồng Mao quỷ rất nhiều quỷ kế. Chúng thấy bị thất bại mấy trận liền, toàn đốt lương thực của chúng ta, nhưng lần nào cũng bị Trần Quân Sư khám phá ra. Rốt cục định cắp gà chẳng được mà nắm gạo cũng không. Hồng Mao thú là quỷ nhất cố thủ cô thành đành chịu bó tay. Sau hắn lại phái người vượt biển đến liên lạc với tổng đốc của nhà đại thanh ở mãn chiết là Lý Xuất Thái, xin y phái binh cứu viện lý đại nhân xử sự, sự rất hứng thú phúc thơ cho hồng mao quỷ hãy phái binh đến phúc kiến để bình định giải kim môn hạ môn của quốc tính ra rồi quân đại thanh sẽ kéo tới đài loan nội ngoại giáp công khi đó hồng mao quỷ bảo vệ mình còn chưa xong chẳng khác con rùa rụt đầu rụt cổ ẩn trong thành nhiệt lai già còn nói chi đến chuyện phái binh đi đánh kim môn hạ môn vì tiểu bảo hỏi nhà đại thanh ta đã hứa lời chắc cũng phải giữ sau có phái binh đi không dù chậm lại vài ba chục năm, cái đó cũng không hề gì. Hồi thi tướng quân dẫn binh đến đánh Đài Loan có bọn hồng mau quỷ trong đánh ra ngoài đánh vào không? Thì là nghe tới đây không nhẫn nại được nữa, đứng phát dậy hỏi, vì tước gia, huynh đệ cùng tước gia là nhất điện chi thần đều làm quan với nhà đại thanh tại sao tước gia lại lạnh nhạt với huynh đê, nói toàn những câu mạt sát. Vì tiểu bảo lấy làm kỳ hỏi lại, ô hay, thế này thì lạ thiệt tiểu đệ có dám mặt sát thi tướng quân hồi nào đâu. Thi tướng quân không cấu kết với nước ngoài là hay lắm rồi. Giả tỷ có cấu kết với ngoại quốc, tiểu đệ nhận thấy hãy còn kịp thời. Thi tướng quân tay giữ trọng binh, chắc bọn hồng Mao quỷ, tây ban nha quỷ. Bồ đào nha quỷ, la sát quỷ đều thích kết giao với thi tướng quân. Thi lang trong lòng run lên, bụng bảo giả ngút rồi tên tiểu quỷ này mà đưa cáo trạng về Hoàng thượng vu hãm tâu về tội giao thông với ngoại quốc thì đời ta tất bị hủy diệt về tay gã. Hắn hiểu sâu xa vì tiểu bảo được vua Khang Hy rất sủng ái. Bất giác hắn rất lấy làm hối hận vừa rồi để lửa giận bốc lên, thốt ra mấy lời vô lễ. Hắn vội tươi cười nói, bữa nay tiểu đệ qua chén thành có chuyện sung chàng, xin vi tước ra tha tội cho. Vì tiểu bảo thấy vừa rồi hắn nổi giật cũng hơi khiếp sợ, Bây giờ nét mặt gã dịu lại nhỏ lời xin lỗi, liền biết là gã sợ mình. Gã cười đáp nếu thi tướng quân thực tình muốn tự lập làm vua ở Đài Loan thì cứ việc giết tiểu đệ đi để bịt miệng, chẳng còn đâu mà bí mật cao tố với hoàng thượng. Bằng tướng quân chỉ lớn tiếng om sòm hay nổi giận lôi đình thì tiểu đệ dù nhỏ mật cũng không sợ đâu. Thì làng sắc mặt lợi lạt, đứng dậy xá giải nói, vì tước ra, người ta thường nói, bậc đại nhân không chấp nhặt kẻ tiểu nhân ti chức ăn nói hoang đường, cam bề lãnh phạt. Còn chuyện tự lập làm vua hay thông giao ngoại quốc gì gì thì ti chức nhất quyết không hề nghĩ tới. Ti chức chỉ một lòng một dạ vì Đức Hoàng thượng ra sức. Thủy chung chữ chung vẫn đội trên đầu, chẳng bao giờ lòng một dạ hai. Vì tiểu bảo cười nói, mời tướng quân ngồi xuống, ngồi xuống, chúng ta cứ nói chuyện tự nhiên. Đoạn gã quay sang hỏi Lâm Hưng Châu, Lâm Đại ca nói chuyện nghe thú hơn cả thầy đồ giảng sách còn vụ quốc tính gia luyện binh ở Đài Loan khiến bọn hồng mau quỷ xón vãi phân về sau ra làm sao? Lâm Hưng Châu đáp, hồi ấy quốc tính gia thống lãnh đại quân đánh tới đảo Đài Loan, chẳng bao lâu tin tức lan truyền vào nội địa. Huỳnh Ngô Đại Nhân liền hiên kế với triều đình, đưa ra mưu lực kêu bằng, kiên bích thanh đã bình hải ngũ sách. Vì tiểu bảo hỏi, Quỳnh Ngô là ai vậy? Lâm Hưng Châu liếc mắt nhìn thi lang hắng giảng luôn mấy tiếng, nhưng chưa trả lời ngay. Thi Lang đáp, Huỳnh Đại Nhân nguyên trước là bộ hạ dưới chướng quốc tính gia làm chức tổng binh. Sau Đại Nhân quy thuận triều đình, bước hoạn đồ rất hanh thông. Khi Đại Nhân qua đời đã được phong đến nhất đằng hải trừng công. Vì tiểu bảo nói, ồ, tế gia cũng là một tên đại hán, còn chữ, gian, gã kịp nuốt vào không thốt ra nữa. Thi Lang đỏ mặt lên mắng thầm, mi thuế mà ta là hán gian thì xem chừng cái vỏ người mãn châu của mi chỉ là giả mạo té ra gã cũng là người Hán như mình. Vì tiểu bảo hỏi, Huỳnh Ngô luôn đít đưa ra rượu sách gì mà được phong đến tước công. Chúng ta nên nghiên cứu lại kế hoạch của hắn xem sao. Lâm Hưng Châu đã nguyên quốc tính ra phái Huỳnh Ngô canh giữ hải trừng. Không ngờ lão đem hải trừng dâng triều đình để đầu hàng. Những tướng sĩ không chịu theo lão quy thuận đều bị giết hết. Hồi đó triều đình đang chẳng có cách gì bắt được quốc tính ra. Mà đột nhiên bên đối phương có một vị đại tướng kéo quân về đầu hàng lại dâng luôn cả thành thị, dĩ nhiên triều đình rất lấy làm hoan hỷ, liền phong thường đặc biệt cho Huỳnh Ngô. Vì tiểu bảo nói té ra là thế, hắn dâng kế hoạch đó cho triều đình với dụng ý gì? Lâm Hưng Châu thở dài đáp, lão đưa ra Bình Hải Ngũ Sách, làm cho Bách Tính muôn phần điêu đứng. Bình Hải Ngũ Sách gồm 5 điều, điều thứ nhất, những nhân dân ở miền duyên hải phải thiên cư vào nội địa. Thế là những đảo kim môn Hạ Môn và Đài Loan không còn nhận được đồ tiếp tế nữa. Điều thứ hai, bao nhiêu thuyền bè ven biển nhất thiết đều phóng hỏa đốt cho kỳ hết. Từ đó không một tấm ván nào được hạ xuống biển. Điều thứ ba, hạ sát phụ thân của quốc tính gia là Trịnh Thái Sư. Điều thứ tư, khai quật mù mà tổ tiên của quốc tính gia để phá hoại về mặt phong thủy. Điều thứ năm, những quan binh bộ thuộc hạ cũ của quốc tính gia đầu hàng triều đình đều đưa đi khẩn hoang tại các tỉnh trong vùng nội địa để tuyệt mối lo về sau vì tiểu bảo nói cha cha kế hoạch của hắn thật là thâm độc lâm hưng châu đáp dĩ nhiên là thế khi ấy thuận trị hoàng gia vừa mới băng hà hoàng thượng lên kế vị còn nhỏ tuổi quá bao nhiêu quyền binh vào hết trong tay ngao bái nắm giữ hắn dừng lại một chút rồi tiếp tên gian tặc ngao bái nhận thấy bình hải ngũ sách của huỳnh ngô rất hữu lý liền hạ lệnh dọc miền duyên hải kể từ liêu đông qua trực lệ sơn đông giang tô chiết giang Phúc Kiến cho đến Quảng Đông không ai được cư trú trong phạm vi 30 dặm biển. Bao nhiêu thuyền bè phải siêu hủy cho hết, hàng triệu bách tính ở miền Duyên Hải thời bấy giờ phải lưu ly thất tán, mất cả nơi ăn chỗ làm, khó lòng sống nổi. Thì lang lắc đầu nói, kế hoạch của Huỳnh Ngô thực là quá tệ, mãi đến ngày Đức Hoàng Thượng tự mình chấp chính, vì đại nhân giết chết ngao bái, lệnh cấm ở ven biển mới được thủ tiêu nhưng trăm họ bầy tỉnh Duyên Hải không biết đã phải hứng chịu bao nhiêu là gian lao khổ sở. Thời kỳ triều đình ra nghiêm lệnh hệ bách tính phạm vào liền bị bắt chém đầu lập tức. Rất nhiều dân nghèo không kế sinh nhai phải ra bờ biển bắt cá rồi bị quan binh sát hại khá nhiều. Trịnh Thái Sư cũng bị giết vào hồi đó. Ngào bái đặc phái binh bộ thượng thơ là Tô Nạp Hải đến những huyện Toàn Châu, An Nam, tỉnh Phúc Kiến khai quật mổ mả nhà họ Trịnh. Vì tiểu bảo nói, ngao bái tự xưng là dũng sĩ mà hành động thế này thì thật là vô vị. Hắn có bản lãnh sao không dùng đao thương đến đánh nhau thực sự với quốc tính ra để phân thắng bại. Hắn bắt trăm họ miền Duyên Hải phải thiên cư vào nội địa tức là tỏ ra sợ người rồi con gì. Gã thở dài nói tiếp, Đức Hoàng thượng rất thương yêu trăm họ. Kế hoạch này của Huỳnh Ngô mà trình lên đến tay ngài, tất hắn phải rơi đầu. Thì làng đành nói hùa theo, đúng thế, vì tước ra dậy rất phải huỳnh ngô chết sớm thật là phước cho hắn vì tiểu bảo lại hỏi lâm hưng châu rồi sao sao nữa lâm hưng châu đã tin này truyền ra tới đài loan quốc tính gia sợ lòng quân nao núng liền tuyên bố đây chỉ là lời phao đồn vô căn cứ không nên nhẹ dạ cho là sự thực nhưng chính lão nhân gia biết rõ là tin đích xác không phải giả dối hắn thở dài nói theo lời thân binh kể lại thì thường thường vào lúc nửa đêm quốc tính gia vẫn khóc thầm Lâm Hưng Châu dừng lại một chút rồi tiếp Quốc Tính Gia còn nói với Trần Quân Sư và mấy vị đại tướng là kế hoạch của Huỳnh Ngô cực kỳ tàn độc. Giả tỷ không kéo đến đánh Đài Loan thì mười mấy vạn đại quân ở lại Kim Môn, Hạ Môn, không còn đất đứng. Hồi đó quân ta vây thành đã lâu, quân Hồng Mao mấy phen muốn phá vòng vây đều bị đánh bật trở về. Thế rồi Quốc Tính Gia hạ tướng lệnh tấn công nhiệt lai ra thành trước Tết.